Có được không Huyền? Cho em xin miếng gió này đi. Chỗ này nó không có gió. Mát à. Hello các chị đẹp của em. Chị ơi đang coi like cho em xin một dấu chấm với chị ơi. Sau này nó không quay. Hiện được thông báo này. Hello hello, có ai coi được like của em anh không? Cho em xin một nút comment được không mấy chị yêu ơi? Hôm nay em qua kha, em like một ít đồ bộ, nói chung là đồ rất là đẹp. Có rất là nhiều loại và đặc biệt nữa là có nhiều kiểu lắm. Chị nào mà bữa giờ mà đợi em hỏi là bé anh ơi bữa giờ có lên đồ bộ không? Thì hôm nay em sẽ lên đồ bộ luôn nha. Chị nào đang có like chia sẻ like giùm em được không ạ? Chia sẻ like mạnh tay và giùm em luôn. Coi nhận được thông báo không? Chấm chấm giùm em. Hôm nay là em sẽ bán tương tác. Là có những bộ em không có sale mà em lấy ra em câu like thôi, nhưng mà rất là đẹp. Em sẽ lên câu like 1-2 mã đầu tiên bán cho mấy chị. Ai comment nhanh tay nhất là sẽ có nha mọi người ơi. Ai đang coi live stream chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em nha chị ơi. Dạ hello, em chào chị Hạnh Dung Nguyễn nè. Em chào chị Thoa Lương. Em chào chị Nguyễn nè. Em chào chị Ly Ly Phan ạ. À. Ai đang coi live stream chia sẻ like giùm em nha. Chị đang coi like cho em xem một dấu chân này là... Bữa giờ chị nào mặc đồ của bé anh rồi. Có ai thấy đẹp không? Cho xin ít comment ở trên like giùm em được không ạ? À? Do cái quạt này nó ồn không? Nên là nghe nó. Thấy nó vẫn ồn không? Thôi để đi, chiều nào nóng em mình ăn, em xích lên này Minh Anh, cái em kéo ghế để cho em đỡ mát á. Cho em mát luôn á. Ngồi trên đây đi cho mát. Hôm nay tặng gì vậy? Hôm nay em không có tặng quà mà hôm nay em tặng vô tiền luôn rồi. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em nha. Mấy cái bộ này nè là không có sale. Sẽ có bộ sale và có những bộ không có sale. Nhưng mà em sẽ câu tương tác đầu like. Em sẽ làm chương trình cho mấy chị mua với giá cực kỳ rẻ. Một bộ này em bán là 180-190 một bộ rồi. Ai đã nhận được quần áo nhà em rồi, có thấy đẹp không? Cho em xin ít comment ở trên like được không ạ? Chị nào đã mua quần áo bên em cho em xin cảm nhận với chị ơi. Có ai thấy quần áo nhà em đẹp không? Cho em một cái nút tim và mình thả like đi mấy chị ơi. Cái này là có rất là nhiều người hỏi những cái set này luôn. Mà em thì em không có sale. Nhưng mà em sẽ làm chương trình đầu like để mình bán tương tác và mình kéo khách mới nha mọi người. Ai coi like các chị thấy đẹp, ai coi like mà các chị nào đang coi like mà thấy đồ đẹp á thì các chị chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em nha chị ơi. Pyjama rồi tùm lum nhiều cái lắm. Quạt xoay qua điện thoại, quạt xoay quá điện thoại ồn lắm chị Hạnh Phát. Ủa vậy hả? Hết ồn chưa mọi người ơi? Hello bé anh xin chào chị Mai Nguyễn Thị. Lâu lắm rồi mới thấy chị lên coi like nè. Em chào chị Hoa Ngọc luôn. Bây giờ lên đầu like nha. Chị Hồng Ly Nguyễn Nhu, hello chị Hồng Ly Nguyễn Nhu. Có mấy bộ này đẹp lắm chị Nhu ơi. Có mấy bộ này rất là xinh luôn nè chị Nhu. Bộ này là em đang câu tương tác, em thả thính đầu like nè. Chị nào mà mua đồ nhà em rồi vào trong like này, bộ này em xỉ ra là 180 một bộ, bán lẻ là 199.000 rồi. Thì hôm nay chị nào đang coi like chia sẻ like lên lẹ đầu like luôn. Nói chung là đẹp bá cháy, đẹp dốc là đẹp, đẹp rất là xinh và đặc biệt rất là sang. Vui một cây đầu làm chương trình nha. Vui một cây đầu làm chương trình nha. Đồ đẹp không à mấy chị ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Trời ơi, đẹp lắm. Đồ em mà ai mà nhận được rồi mà thấy đẹp là cho em xin ít comment ở trên like giùm em nha mọi người ơi. Đây để em bắt cái cây like lên. Em like đồ cho mấy chị. Hello, em chào chị Võ Hồng Phước nè. Rồi, thấy bé anh rồi ha mọi người ơi. Em sẽ làm chân mã đầu. Em chào chị Thiên Thiên đẹp gái. Mấy chị ơi, bộ này rất là đẹp và đặc biệt rất là xinh. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Cái bộ này hôm bữa, ai mà không chốt được thì hôm nay phải nhanh tay. Em tặng đầu like 1-2 bộ, tách set là hàng còn nguyên ri luôn. Nên chị nào comment nhanh tay các chị sẽ được chốt.
Bộ này em bán ra là 220.000 đồng một set. Rất đẹp luôn mấy chị ơi. Mà hàng này là free size, co giãn rất là mạnh nè, hàng thun co giãn 4 chiều. 45 cho mã này cho em nhiêu ký chị Thanh? 6 mấy ký? 65 ký đổ về, còn vừa set này vô cùng đẹp luôn. Lên mã 1 đầu like giùm em ạ. Hàng này là free size nên mấy chị đừng hỏi em là bao nhiêu ký vừa, set nào em sẽ nói rõ số ký của nó. M, L, XL đều vừa mã này, 45 cho tới 65 ký. Các chị nhìn hàng thun co giãn 4 chiều là mặc rất rất là đẹp luôn. Ai lấy comment đầu tiên mã cho em nha. Lên mã 1 đầu like giùm em. Đẹp lắm. Quần áo bên anh vừa đẹp vừa siêu chất và rẻ, mọi người nên mua vài chục bộ về mặc nhé. Cảm ơn chị Mai Nguyễn Thị rất là nhiều luôn. Ai lấy comment mã 1 mở hàng đầu like tặng mấy chị luôn nè. 130.000 một bộ. 130.000 một bộ giùm em. Ai lấy comment giùm em mã số 1. Mã số 1 giùm em chơi 130.000 ạ. Quá rẻ luôn mấy chị ơi, bộ này thiệt. Nay em sẽ bán đa dạng luôn mà chốt lẻ không ơi hết nha mấy chị nha, bộ beo. Rất bộ rất là dễ thương. Bộ này là free size 45 cho tới 65 kg là vừa luôn, và đặc biệt là hàng siêu co giãn. Bộ này có rất rất là nhiều người hỏi em mấy cái mã này luôn. Mà cái này là em không có làm chương trình tại vì hàng này là hàng còn mới hết, và đặc biệt là nó vẫn còn size và vẫn còn hàng. Em chỉ câu like tương tác vài bộ đầu thôi, bán lấy tương tác thôi nha các chị nha. Với lại là em sẽ nhặt hàng lẻ là 1, 2 lẻ nha. Có mẫu với anh đang mặc không? Chị Bảo Giang Lê. Mẫu với anh đang mặc thì giá nó rất là cao. Mã này là hàng xịn. Mã này là cho em chất của nó là chất gì quên rồi chị Thanh? Chất satin vải đẹp mát á. Chất satin vải xịn á, satin hàng xịn á, latin á, chất latin hàng xịn á. Set này em bán lẻ là 200 mấy một bộ rồi. Ai đặt hàng comment trên like, bộ này còn được mấy bộ vậy? Ai comment trên like đi. Đợi tí em tri ân mã này. Mã này hàng cao cấp nha, mã này thì mắc hơn mã bữa giờ mấy anh bán luôn. Cái này đẹp lắm mấy chị. Nhiều màu đẹp lắm. Đợi chút lát em suy nghĩ coi em làm chương trình bộ này cho chị nha. Ai có like chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em chơi mã 1 130. Mã 1 cho Mimi. Mã 1 cho Mimi. Lựa cho chị 4 bộ 3X quần lẫn áo rằn đi em. Áo sọc á. Nhớ cái mẫu đó không chị? Nhớ. Có không? Lấy giùm em luôn đi. Tìm. Hình như còn sót được mấy bộ á. Đợi em tí em lên luôn nè. Đồ đẹp cực kỳ. Mã 1 Mimi lên cho em mã số 2 đi mọi người ơi. Lên tiếp mã 2 giùm em chơi. Cái xanh này đẹp nè. Xanh này được 2 bộ nè. Xanh này mặc hơi bị trắng da luôn nè mọi người. Lo câu tương tác mã này nha. Mã xanh nha. Mã số mấy? Mã số 2. Mã 2 chốt lẹ không ơi hết. Mã này được 2 bộ thôi. Phi sai. Mã này em nói mấy chị là đẹp tuyệt vời luôn. Đợi em tí mã số 2 giùm em. Bộ Minh Anh mặc đẹp quá, hàng xịn đó chị Thiên Thiên. Bộ này đẹp bá cháy. Rồi bộ này tới 200 mấy chục ngàn lận. Không biết là còn cái mẫu này còn không. Để em anh coi rồi bé anh lên nha. Có quần cục không? Có quần ngắn nha chị Bảo Giang Lê. Chị bao nhiêu ký? Comment số ký lên bé anh lên luôn. Mã này mã 2. Mã 2 xả 130. Mã 2 130 ngàn giùm em chị ơi. Nói chung là màu đẹp không? Màu đẹp không? Rồi cái hoa này lên nè, mặt trắng bóc mà mấy chị. Nói chung hàng co giãn chất 4 chiều là mặt phải rất rất là đẹp. Bao giá toàn thị trường. Mã này sỉ An Đông thôi cũng 180-190 một bộ rồi, không có giá 130. Nên em anh làm chương trình giá rất rất là mềm. Chị nào đang coi like chia sẻ like giùm em nha. Lên mã số 2 giùm em à, 130. Chị Hoa Ngọc nói làm chương trình đi bé, làm chương trình gì giờ? Làm chương trình gì giờ? Không biết làm chương trình gì luôn á. Mã 2 cho Hạnh Dung Nguyễn. Hạnh Dung có số điện thoại chưa? Lên số điện thoại giùm em luôn. Đồ bá cháy. Nay em sale rẻ ơi là rẻ luôn. Vậy thì chị nào đang coi livestream chia sẻ like giùm em duy nhất trong livestream ngày hôm nay. Tại vì cái này là em lấy hàng nghiêm ra em sale rồi. Thật sự là em chỉ like bộ lẻ thôi, em không có like hàng nghiêm đâu. Nhưng mà em lấy cái này em câu tương tác. Thì chị nào đặt trong livestream này, chị nào ở thành phố, ship cho bé anh là bao nhiêu tiền? 15.000 ở thành phố. Chị nào ở tỉnh ship nhiêu? Ship 30.000 ok chưa? Hỗ trợ cho mấy chị hết mình luôn. Thành phố ship 15.000, ở tỉnh ship 30.000 nha mọi người ơi. Hôm nay có chương trình cực kỳ sốc nha. Bán giá bao rẻ luôn. Bởi vì ai mua hàng nhà em nói thật chất cực kỳ mê. Hạnh Dung Nguyễn M2. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like mạnh tay giùm em ấy trời. Đây bộ sọc 4X còn được mấy bộ chị Thanh? Còn được có 1 bộ không hả? Size này size XL à. Cái này 3X là không có vừa rồi. Còn được 1 bộ duy nhất là chị Thu Thúy thôi. Tại vì cái này là hàng lẻ của em á. Đợi tí nha. Bộ này giờ bộ này sale nhiêu ta? Bộ này tới 100 bộ này sỉ hình như là 195 rồi phải không?
Ờ, bộ đại sĩ là 195 rồi đúng không? Là bán lẻ ra là 220 một bộ rồi. Cái này là em còn nguyên hàng luôn á, giờ không biết làm sao. Đẹp lắm, chất vải đẹp cực kỳ. Vậy thì em chơi lớn mã này. Chị nào lấy cái set bé anh đang mặc, bé anh còn một hai bộ, nói chung vài bộ nhưng mà hàng nguyên ri, thì chị nào lấy mã nào comment nhanh tay. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Ai coi like chia sẻ like. Mùa dịch nên là hỗ trợ thành phố ship 15.000, chị nào ở tỉnh ship 30 là hỗ trợ truyền tiếp, gọi là rẻ nhất có thể cho mấy chị luôn. Phải làm chương trình đồ bộ, đồ bé ban mặt đi. 200 mấy bộ lẫn á mấy ché, hàng xịn. Mấy chị nhìn bộ này các chị về là các chị hết hồn liền. Vậy lên cho em mã nha. Mã mấy Huyền? Lên tiếp mã số 3. M3 ai comment nhanh tay nhất tặng mấy chị 160.000 một bộ. 160.000 M3 giùm em ạ. Quá rẻ. Không comment nhanh tay là em hủy chương trình này luôn. Em sale lẻ, em sale lỗ một bộ, em lỗ 30 mấy ngàn trong đây rồi. Chị nào comment thì em tặng, mã này em tặng 3-4 người thôi nha. Mã số 3 giùm em chơi 160.000. Trời ơi có mèo, từ từ cho em một cái cây kéo luôn vậy hả, có kéo không? Có mèo. Hàng này là free size, ai lấy màu nào comment màu đó, lên nhanh luôn nha mấy chị nha. Ai đang coi like chia sẻ like giùm em, mã 3 kèm màu giùm em. Mã 3 kèm màu giùm em trời. Mã 3 kèm màu giùm em. Nói chung mấy bộ này đang hot lắm. Chị nào không comment là hot, em co cập các chị comment. Nhưng mà mỗi người chỉ mua được 1-2 bộ thôi. Cái này em không hỗ trợ nhiều vì một bộ em đã bán lỗ 30 mấy ngàn rồi, xỉ 195 lận, hàng xịn. Latin xịn, mấy bộ này em nói mấy chị về nhìn là nói chung chất đẹp của đẹp, đỉnh của đỉnh luôn á nha mọi người. Ai đang coi like chia sẻ like giùm em. 65kg bao dừa, 65kg là bao dừa luôn. Hàng này là free size, hàng này là free size mọi người ơi. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em nha, bao mặt luôn á mấy chị. Chất cực kỳ đẹp luôn nha chị nha. Có màu. Mã 3 kèm màu giùm em ạ. M3 có màu. M3 hồng. M3 trắng đen. M3 hồng, M3 xanh lá, M3 xanh vuông, ghi giùm em xanh lá hoặc xanh vuông. M3 đen hạnh pháp một bộ. M3 xanh cho chị Bảo Giang Lê một bộ. Bảo Giang Lê lấy màu nào vậy? Nó còn lẻ. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Mã 3 kèm màu giùm em trời. Trời ơi, bộ hồng này dễ thương. Bộ hồng này rất đẹp luôn nè. Bá cháy, ai coi like chia sẻ like. Mã 3 là xé quần dài chị nha. Trời ơi, bộ này rất là đẹp, quần dài chế ơi, quần dài chế ơi, em mặc là quần dài nè. Đẹp cực kỳ luôn, rất rất là xinh, bá cháy. Màu vàng beo xanh lá. Vàng beo xanh lá đâu có đâu hả? Đây nè, vàng nè, vàng, có hai vàng. Đâu, không, phải không, phải chị hỏi bộ này, vàng beo xanh lá là mã này nè. Xanh lá cho chị Bảo Giang Lê. M3 đen hình như đã hết rồi phải không chị? Đen hết rồi nha, chị Thiên yêu ơi. Vàng bông lá là mã nào vậy? Đâu có mã vàng bông lá đâu. Chỉ có hồng. Hồng với xanh thôi, hồng với xanh vuông thôi. Bây giờ là còn hồng với xanh vuông, ai lấy màu nào comment màu đó giùm em nha. Mã 3 là còn hồng với xanh vuông chị ơi. Hồng và xanh vuông. Trời ơi cái hồng này bá cháy. Không lấy lẹ là hết luôn mọi người ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Hạnh Dung Nguyễn có chưa? Hạnh Dung Nguyễn chưa có. Hạnh Dung Nguyễn xanh. Lấy chị bộ xanh đi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Hạnh Dung Nguyễn lấy cho chị bộ xanh nha. Lấy lên mấy mẫu mới bỏ xuống đó là bộ nào vậy? Vàng này là vàng khác nha mọi người. Ai đang coi like chia sẻ like. Em nói thiệt em đã bán lỗ rồi mọi người. Ai coi like yêu thương ủng hộ em nha. Em bán lấy tương tác nha. Em bán cho chị là chỉ có 160.000 lỗ hết 30 mấy ngàn một bộ rồi mọi người. Giá sỉ là 165, 195 rồi chị. Có bộ vàng bò này nó dễ thương nè. Trời ơi bá cháy luôn, cực kỳ dễ thương. Ai lấy vàng bò comment là M3 vàng bò nha. M3 vàng bò giùm em ạ. M3 vàng bò giùm bé đẹp luôn. Quần dài mọi người ơi. Hàng này là free size 45-65kg là bao vừa. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em. Nam em đứng nhìn nè chị chứ làm gì cho em được. Ờ đó, vậy rồi à, đó. Ê cái bộ hồng này không ai lấy hả? Bông gì? Bông lá đó. Bông lá đó là nào vậy? Chết rồi, bông lá là sao? 62kg là bao vừa. Bé anh 63kg, 64kg nè, nay lên 6 mấy kg rồi mọi người ơi. Bao dừa mọi người ơi, ai coi live stream chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em chị. Để em lên mã này đó chị ha. Lên giùm em là mã số mấy? Mã số 3. Bây giờ lên cho em mã số 3 đi. Lên giùm em mã em đang cầm là mã 3 đi. Lên theo mã đi để mấy chị comment màu, em rối quá em xỉu mọi người ơi. Lên mã 4 lại giùm em chơi. Mã 3 chứ. Mã 3 là chị cứ lên mẫu mới lại rồi đó, cho nên bỏ nó 3 rồi. Rồi lên cho em mã số 4 đi.
Lên mã số 4 là bộ màu hồng mà. Bây giờ em còn màu hồng, ai lấy hồng comment hồng. Em còn hai màu hồng và xanh. Xanh này là xanh dương, còn màu này là màu hồng, hồng bò. Mặc lên rất là dễ thương luôn. Lên 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 thêm Latin đùi đi, má ơi. Nay mình bán lỗ quá chị Thanh. Lỗ sạch máu. Em chỉ tính bán 5 bộ thôi. Chết rồi, bán kiểu này là đi ra ngoài đường ở luôn á. Thiệt mọi người ơi. Mã này mã mấy? Mã số 4 à. Mã 4 giùm em nha mọi người. Mã 4 là có màu hồng, màu xanh vô hết trời. Đẹp bá cháy luôn. Bộ này mấy chị không mặc là tiếc, ráng chịu luôn, siêu đẹp. Để em suy nghĩ ra. Lên mấy màu Latin đùi đi rồi, ok. M3 xanh lá đâu có đâu phải không? Xanh lá hết rồi, Bích Tuyền Phan ơi. Bích Tuyền Phan còn đựng bộ nè. Cho Bích Tuyền Phan một bộ xanh lá, M3 xanh lá nè. Rồi em qua mã mới nha mọi người ơi. Ai coi live stream chia sẻ like. Ủa quần dài hết em. Ơi có được bộ này. Có được một bộ này không ai lấy là thôi luôn, rất đẹp. Trời ơi. Lên cho em mã mấy vậy? Lên mã 5. Hello em chào anh Vũ Chuyên, mã số 5 giùm em một bộ duy nhất. Không lấy là tiếc luôn, bộ này rất đẹp. Bộ này đẹp bá cháy. Ai lấy comment mã 5. Mã 5 một bộ duy nhất hết trời. 160.000 một bộ. Bán lỗ nặng luôn. Chị lấy màu lá đó sao nói hết. Ủa chị đọc là màu vàng mà. Chị đọc màu vàng, chị đó với chị Bích Tuyền Phan ai comment trước? Bích Tuyền Phan comment trước rồi, chế ơi. Màu này nè, màu xanh này hơi đậm hơn chút. Màu đó hết rồi, mấy chị không thích con bò. Mà em sao lỗ rồi. Màu này quá đẹp, không ai lấy. Ai coi live stream chi lã xa, sẽ like giùm em nha. Hạnh đổ màu 4 xanh dương. Hạnh đổ cho số điện thoại giùm em, đưa giùm chị đi. Xác nhận lại. Mùa dịch bán hàng thằng hóa thiệt mấy lỗ, lỗ một bộ ba mấy ngàn rồi. Nên là coi kỹ giùm em rồi, hãy chốt giùm em nha mấy chị ơi. Ai coi live stream chi sẽ like giùm em. Sẽ like giùm em trời. Từ từ em coi comment trước là em biết liền à. Coi chị nào comment trước nè. Vàng bông xanh. Chỉ comment trước chị Bích Tuyền Phan á Huyền. Mày đọc lại với comment giùm chị đi em. Xóa tên chị Bích Tuyền Phan giùm chị luôn. Đổi cho chị Hoa Ngọc. Ai comment trước là em đâu ra đó. Nên mọi người yên tâm nha. Xanh lá em hết rồi nha. Mã này mã mấy? Mã này mã 4. Mã này cho em là mã số 4 nha mọi người ơi. Chị Hạnh đổ lên số điện thoại giùm em luôn. Ai đặt hàng là phải lên số. Tại vì cái này là like lẻ, chốt lẻ. Đã bán lỗ rồi nên là em không ưu tiên. Ai ưu tiên có số em mới chốt đơn nha mọi người ơi. Màu xanh lá hết rồi. Màu xanh lá hết rồi. Chỉ còn xanh vuông thôi nha chị Di Khả Lý ơi. Ghi giùm em là xanh vuông. Mã 4 xanh phải không? Phải ghi đúng mã cú pháp giùm em nha. Cho chị Di Khả Lý màu xanh. Đầm Latin có không? Hôm nay mình đầm có Latin không? Có luôn. Nay mình có nhưng mà em có ít lắm mọi người ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm mã này mã mấy? Mã số 5 à. Hạnh đổ comment cho em số điện thoại nha. Em chốt mã 5 cho chị. Cực kỳ đẹp luôn. Ai đang coi live stream chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Chia sẻ like mạnh tao giùm em với chị ơi. Em nói mấy chị đẹp cực kỳ. Các chị nhìn hàng giùm em. Nói chung đợt đồ đợt này về cao cấp toàn 200 mấy một bộ. Lỡ dại rồi bán lấy tương tác luôn á, sale lỗ luôn á mọi người. Mà cho em mấy bộ đầu thôi, lên cho em một mã khác nha mọi người ơi. Qua mã 5, mã 5 chốt cho Hạnh đổ luôn. Chỉ không lấy bộ bò, ê còn được bộ xanh nè. Bây giờ em còn được, mã này được 1 cái hả hay là 2 cái chị? 2 cái em, 2 màu. Lên tiếp mã số 6 giùm em trời. Nhất đầu quá, bán lỗ rồi. Xanh dương cho Di Khả Lý, ok chị. Lên cho em mã này mã mấy? Mã số 6 à. Được mấy bộ vậy? 2 bộ em. Mã này được 2 bộ. Bộ này là đùi. À hỏi đùi có đùi nha. Latin cao cấp 200 mấy một bộ. Phi size 45 65 kg vừa, trời ơi. Mấy bộ này đẹp bá cháy luôn, lên cho em mã mấy? Mã số 6 à. Mã 6 ai comment nhanh tay nhất là có. 160 luôn chơi lớn. 160 cho em mã số 6 nha chị ơi. Bá cháy luôn mọi người ơi. Ai coi live stream chia sẻ like. Trời ơi em nói bộ này mà không lấy là tiếc núi luôn. Bộ đùi. Nãy giờ chị nào hỏi đùi lấy đùi đi. Nãy giờ ai chưa có. Tranh thủ lấy nha mọi người ơi. Mã số 6 là xét quần đùi màu xanh. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em. Set này là bao đẹp luôn nè. Hàng này là phi size luôn nè. Phi size 45-65. Mã này mã mấy vậy? Đọc lại mã. Mã số 6. Mã 6 giùm em. Mã số 6.
Ai lấy M6 comment mã 6 luôn. Trời ơi bao đẹp luôn mọi người ơi. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em nha. Cái này có quần dài không chị Hoa Ngọc? Cái này như có ngắn được phải không chị? Cái này nó chỉ có đùi thôi. Nãy giờ chị nào yêu cầu đùi thì comment đùi giùm bé đẹp nha. Mã số 6 giùm em là 160.000. Đẹp bá cháy luôn á mấy chị. Rất rất là xinh mà đặc biệt nữa rất là lịch sự. Mẫu này nói chung là cái tay này nó đang hot nè. Tay này là mới ra luôn á mấy chị. Rồi em lên mã mới luôn. Lên dài cho em mấy chị. Có dài. Dài nè. Nè màu đỏ nè. Nãy giờ có ai lấy màu đỏ không? Dài được một bộ đỏ nè. Mã này mã mấy? Lên mã 7 à. Mã 7 giùm em. Chị Phan Hiếu em có áo khoác đi nắng không? Áo khoác đợt này em không có rồi chị ơi. Mã này mã mấy? Mã số 7 giùm em. Ai lấy mã 7 comment mã 7 giùm em đi. Cái đó đùi hay dài gì thôi. Rồi lên dài luôn. Bây giờ lên dài nè. Ai mà không chút lẹ là hết. Tặng duy nhất trên like thôi. Bộ tim hồng móc phía sau có đùi không? Tim hồng này là nè, tim hồng này đùi nè em. Tim hồng này là đùi nè chị Tiên Dương. Mã này mã mấy? Lên tiếp mã số 6 giùm em ạ. Ai lấy comment mã 6 hay 7? 6 có gì chưa like mà. Mã này mã 6 giùm em đi. Mã 6 giùm em đùi chị. Đùi mấy chị. Mã 6 là quần đùi à. Bộ này là tim hồng một bộ duy nhất. Ai comment comment nhanh tay chia sẻ like giùm em. Em tặng em nói bộ này mà không lấy là tiếc luôn. Bộ hồng. Bộ hồng này đang tính giữ lại mặt. Bộ này rất rất là dễ thương. Mã số 6 nha. Tim hồng bộ đùi nha chị Tiên Dương ơi. Bộ này là bộ đùi nha Tiên Dương. Ai coi livestream chia sẻ like. Bộ này người ta bán like ở ngoài 270-280 đổ lên. Hàng Latin cao cấp. Đây là Latin cao cấp. Bán lỗ mấy chị luôn á. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em. Lắm nha các bạn, không cần phải. Mã 6 cho Tiên Dương. Lên giùm em mã số 7. Một lên bộ luôn hả? Bây giờ em like hàng lẻ nè. Em tặng 20 mẫu này xong em qua mã khác. Trời ơi em bán cái này là em bán lỗ mấy chị ơi. Mã này cho em mã số 7. Mã số 7 giùm em chơi. Quá đẹp luôn bộ dài. Quá đẹp luôn cho bé anh bộ dài. 45 cho tới 65 kg. Bộ này không chốt là thôi luôn, rất đẹp. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy mã 7 comment giúp em phải không? Ai lấy M7 comment trên like giùm em. 160.000 một bộ duy nhất. 160.000 mã số 7 trời. Ai lấy mã 7 comment mã 7 nha. Cái bộ này là không có cái thứ hai luôn á. Duy nhất một cái, mấy mẫu này là hàng độc không à, hàng cao cấp nha mấy chị. Mấy bộ này là hàng cao cấp hết nha mấy chị. Bộ này ở ngoài bán 200 mấy một bộ. Xỉ 195 rồi. Ai coi livestream chia sẻ like nha. Tặng một hai mã thôi, em qua mã khác nha mấy chị ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Bộ đỏ này chắc không ưng. Ai coi like chấm chấm em chấm giùm em luôn. Bộ nào chung chung xíu đi. Rồi khách nhà em thích màu hồng. Rồi qua cho em mã mới đi. Mã 7 cho Thuận Nguyễn. Lên cho em mã số mấy? Mã số 8. Đợt này mà đồ không chê vào đâu được. Hàng đợt này đã nói 200 mấy một bộ là các chị biết rồi. Xỉ 195. Bán lỗ 30 mấy ngàn rồi. Ai coi livestream chia sẻ like để em có khách mới nha mấy chị ơi. Ai coi like chấm chấm giùm em luôn. Hello em chào chị Vẫn Hương. Chị nào đặt hàng lên số điện thoại gọi nhớ điện thoại nhớ bắt máy giùm em nha. Em bán bao rẻ một bộ duy nhất mã mấy? Mã số 8. Ai lấy mã 8 các chị ơi. 260.000 tặng mấy chị 160.000 luôn. 160.000 mã số 8 giùm em ạ. 45 cho mã này 65 kg. Hàng này là free size, bao nhiêu ký mặc cũng được hết. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy mã 8 comment giúp em trời. Ai lấy mã số 8 comment mã số 8 giùm bé đẹp. Trời ơi, bá cháy luôn. Một cái hoa, một cái trái tim hồng. Trời ơi, dễ thương ghê. Rất là đẹp chứ các bạn. Nói chung mặt mấy cái này mấy chị cũng biết lựa. Hàng toàn là hàng đẹp không luôn, rất đẹp. M8 cho Bảo Giang Lê. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Có một bộ duy nhất Bảo Giang Lê mã số 8. Lên cho em mã số 9. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Mấy chị không thích bò sữa. Trái tim này đây nè. Rồi bỏ đi. Đây là trái tim. Lên cái mã số 9 giùm em chị ơi. Màu này dễ thương nè, màu này là màu cam đào. Ai lấy mã 9 45-65 kg vừa. Mã này sale luôn các chị 160. 160.000 mã số 9 à. Quên cứ nói hoài, không phải hàng sale. Mã 8 có đùi thì lấy một bộ luôn nha. Mã 8 không có đùi rồi. Mã 8 là mã nào vậy em? Bây giờ dài ra dài đùi ra đùi đi. Không có like gì đâu chứ ơi. Lộn xộn quá, lát em tắt thở. Em lai lỗ rồi mà em mệt quá à. Bây giờ lên cho em mã này luôn đi. Lên mã số 9 giùm em ạ. Ai lấy mã 9 comment giùm em một bộ duy nhất. Mã 9 các chị ơi. 160 một bộ quần dài. 160.000 một bộ mã số 9. Bán câu tương tác thôi mà còn hỗ trợ tiền ship nữa. Mấy chị thấy là em tèn rồi đó. Lỗ một bộ tới 35. 49 kg là không có bị gọng đâu chị Thuận Nguyễn. Này 45 kg là bằng ok. 45 cho tới 65 là vừa. Tại vì quần của nó là bo thun. Bao nhiêu ký mặc cũng được hết.
Nói chung đợt này là đồ đẹp lắm. Em nói cái chị bóc chúng cái hàng cao cấp là mặt, nói chung là mặt sướng mà giá rất là mềm luôn. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Các chị nhìn hàng là mấy chị biết liền. Vải rất là mềm và đặc biệt vải mắt, nói chung là đẹp đẹp lắm. Ai coi live stream mã máy? Ai lấy mã chính lên đôi giùm em là 160 ngàn. Mã chính giùm em nha, 160 ngàn. Ai lấy mã chính comment mã số 9 giùm em luôn. Mã chính cho chị Hạnh Đỗ. Một bộ duy nhất thôi nha mọi người. Hạnh Đỗ mã số 9 lên cho em mã số 10. Bộ này không lên nữa được chị ha. Bao cho em đùi. Có dài không? Dài kiểu phía sau nguyên một cây á bé. Cho em lên đùi trước đi, bộ Dior. Đây dài lên. Lên đùi ơi. Đưa em nguyên cây qua cho chị. Bây giờ em lên cái này em tặng nè. Quần có túi luôn á chị Hoa Ngọc. Hàng xịn hết, 200 mấy chục ngàn một bộ luôn mà. Gì vậy, xí trước rồi hả? Trời ơi bà nội. Chưa gì xí trước một bộ đồ rồi. Bây giờ lên cho em mã này luôn. Hàng này hàng hiếm, có chị ít đâu về nữa đâu. Em bao mấy chị luôn. Hàng này hàng Hồng Kông cao cấp. Rất rất là đẹp luôn. Mã số mấy? Mã số 10. Mã 10 giùm em, còn bên nhanh tay là hết. Không thôi là hết liền một bộ duy nhất Dior. Hàng thương hiệu bộ này 260 ngàn. Ai đặt trên like tính 160 ngàn mã số 10 giùm em chơi. Bộ này mà không lấy là tiếc nuối. Bộ này là bộ đùi nha mọi người ơi. Bộ đùi Dior. Bộ này là em nói mấy chị bao đẹp luôn. Nhanh tay có chậm tay hết. Mã 10 160 ngàn. Cục kỳ xinh luôn nha. Rất rất là xinh luôn. Bộ này em nói mấy chị là rất rất là đẹp. Các chị nhìn hàng. Mã mấy? Mã số 10. Bởi vậy ai comment nhanh tay là em chốt nha mấy chị nha. Ai coi live stream chia sẻ mã 10 cho Di Khả Lý. Lên giùm em mã 11. Chia sẻ like giùm nha mấy chị ơi. Đồ quá đẹp luôn á. Hàng thương hiệu mấy chị ơi. Hàng Gucci nè. Đó quái đẹp cực kỳ luôn. Bao mát luôn á. Nói chung mặt rất là êm. Ai mua hàng nhà em là biết liền. Bộ này bộ đùi. Hello với anh, xin chào chị Minh Ngọc. Mã 10 hết rồi, chị Vũng Hương ơi, lên mã mới cho em đi. Lên mã số 11 giùm em ạ. Trời ơi, bộ này rất rất là xinh. Hơ mệt phối với lại Gucci. Bộ này mà không lấy là tiếc nuối luôn. Bộ này bao đẹp luôn. Phi size 45 cho tới 65kg. Hàng này là hàng phi size, bao các chị mặc. Ai lấy comment giùm em mã mấy? Mã 10. 11, chứ sao mày đọc mã 10? Mã 11. Trời ơi, má ơi đã bán lộ, đã quạo rồi mà còn gặp thêm mày nữa. Mã số 11 giùm em. Ai lấy coi livestream chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Mã 11 giùm em chơi 160 ngàn. 160 ngàn bộ đùi. Bộ này là bá cháy luôn. Cái quần đâu rồi? Đây nè. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em. Bộ này là bao đẹp luôn. Rất rất là dễ thương. Bộ này không lấy là thôi luôn. Đẹp lắm mấy chị ơi. Versace với lại Hermès phối với nhau tạo thành cái họa tiết này nè. Bao nhiêu ký mặc cũng được. Mà hàng này là vải đẹp cực kỳ luôn. Hàng này là vải đẹp cực kỳ luôn. Nói chung là chất rất là mịn mà mặt rất rất là mát. Mã 11, ai lấy 11 comment giùm em. 465 kg nha chị ơi. Lên mã 12. Một bộ Dior, không lấy là tiếc luôn. Bộ này là bao đẹp. Chị nè, hỏi màu xanh rồi nó có màu hồng nè. Chia sẻ like như mấy chị. Lên mã 12 giùm em ạ. 12, 12 giùm em. Một bộ luôn. 160 ngàn. 160 ngàn mã 12. Bộ này là không lấy là thôi luôn. Một bộ duy nhất 12 tiên vuông. Lên giùm em mã số 13. Trời ơi, đẹp không luôn. Bộ này em nói thiệt mấy chị, vô là siêu phẩm là ngon lành. Mấy bộ này tại sao nó lẻ? Bộ này là hàng rehot. Nó có đủ size, đủ kiểu luôn. Mà em chơi lớn luôn á mấy chị. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Lên tiếp mã 13 giùm em chị ơi. Ôi hàng Latin xịn luôn. 13, trời ơi LV bộ này đẹp vậy. Bộ này không ai lấy là bé anh lấy, nói thiệt luôn. 160 một bộ. 160 mã 13 giùm em ạ. Bộ này em nói mấy chị không lấy là bé anh lấy luôn. Duy nhất một bộ. Mã số 13. Ôi đẹp ghê chưa. Nhìn cái quần thôi là xinh xỉu chịu không nổi. Đẹp cực kỳ. Hàng này là phi size nha mấy chị nha. Bao các chị rất rất là dễ mặc luôn. Và đặc biệt quần không bị ngắn. Áo cũng rất rất là đẹp. Đó, ai lấy comment bộ này là bộ LV nha mọi người ơi. Ai lấy mã 13 lên đôi giùm em với. Nói chung là mấy cái này là quần dài hay quần đùi là đều có túi hết. Để cho mấy chị rất rất là dễ mặc luôn. Cái này là sọt hay là dài đều có túi hết nha. Ai lấy cứ comment giùm em. Ai lấy 13 lên đôi giùm em với. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. 13 chốt cho Vẫn Thương. Trái tim, trái tim. Trái đào. Có được một trái đào. 13 Vẫn Hương, một trái đào duy nhất nè.
Đàm Latin. Chuẩn bị lên Đàm Latin luôn. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Ôi đẹp ghê luôn á, trái đầu hồng. Một bộ duy nhất mã số 14. Lên tiếp mã số 14 giùm em ạ. Ai vừa là lấy luôn nha mấy chị ơi. Màu này ngọt ngào lắm mấy chị ơi, quá dễ thương luôn á. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Trời ơi bộ đầu hồng. Bộ này mặc lên là rất sang. Latin cao cấp. Mã 14 nha, giá sỉ. Hôm bữa chị nào nhận đồ hôm bữa là đẹp rồi, đợt này đẹp nữa. 200 mấy một bộ lận mà. Sỉ 195.000. Là lấy vô 195.000 á mấy chị. Bán 160 lỗ một bộ mấy chục ngàn. Ai mà mặc đồ trong like này là đồ rất rất là đẹp luôn. Ai mà coi like mà đồ đẹp các chị chia sẻ like giùm em. Để ví dụ như em bán rất là nhiều mã để có những người khác người ta vô người ta mua. Trời ơi đẹp ghê chưa. Mã 14 cái tiên dương. Lên cho em mã mới. Ủa đâu ra đồ của à, tân dương hồi nãy. Tân dương hồi nãy chắc không lấy. Lên tiếp mã 15 giùm em chưa? Cái màu này là màu gì lạ ghê luôn á. Màu gì nâu. Màu này là màu gì không biết nữa, rất lạ. Quá đẹp. Bộ giờ hồng hoài tôi chết dài luôn. Ủa vậy hả? Rồi lên che mã này luôn. Mã này là hồng lạ lắm nè. Màu này là màu gì không biết nữa. Màu này là màu mới. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy 15 giùm em trời. Mã 15 160 bộ đùi. Mã 15 160 phi size 45-65kg là mặc nửa chị nha. Nói chung mặc đùi nó mát lắm. Mà nó sướng. Mặt hàng này là phi size mà rất là dễ chịu luôn. Ai đang coi like chia sẻ like giùm em. Mã 15 giùm em ạ. Mặt trời ơi bá cháy. Hàng đùi nha mọi người ơi. Hàng đùi nha mọi người ơi. Mà chất rất là dễ chịu luôn. Mà đặc biệt là chất đẹp lắm. Hàng mai nè, đường mai nè, chất mặt rất là mát. Mười mấy? Mã 15. Ai lấy 15 comment giùm em. 160.000 ạ. Đẹp ghê chưa. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha em qua. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Hơi mệt quá. Em có bộ hồng nè chị Tiên Dương. Ai coi like giùm em nha. Chị sẽ like giùm em chị ơi. Lên tiếp mã số 16 giùm em ạ. 16 có được một bộ Adidas hồng. Hàng này là không bao giờ rớt luôn. 16 Adidas hồng một bộ duy nhất. Trời ơi quần dài nữa bá cháy luôn. Kiểu bo đẹp hơn, mới hơn. Là siêu đẹp. Bộ này là đẹp cực kỳ đẹp luôn. Hàng co giãn 4 chiều. Thun co giãn 4 chiều là rất rất là dễ mặc. Mà đặc biệt nữa hàng co giãn. Chị nào mà mập mập xíu là mặc tha hồ luôn. Hàng co giãn dễ mặc lắm. Hàng này nó thiệt cái mấy chị 60kg cũng vừa nữa. Nhưng mà em hạ cái size để cho ai mà có form bụng to mấy chị đều có thể mặc được nha. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy 16 lên cơ quá. Chị nào mặc size M, size L mặc nửa chị nha. 16 giùm em nha. Ai lấy comment 130. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. M 16 chốt cho Hạnh Đỏ. Ai coi like chấm chấm giùm em. M 16 cho Hạnh Đỏ. Lên giùm em mã này luôn. Hàng này là Latin cao cấp nha mấy chị. Cái đầm này là mát lắm á. Đầm này 200 hay 220 chị? 220 cái đầm rồi. Giờ bán nhiêu giờ? Mấy chị có thích em like cái đầm này không ạ? Mấy chị cho em một cái nút tim đi mấy chị. Có chị nhiều hình lắm nha. Nhiều hình. Đầm này là đầm Latin cao cấp luôn. Xịn hơn đầm hôm bữa luôn. Cái size này là size lớn không? Có lấy chơi móc gì bên anh? Không có vừa rồi, xả mã 16 ra em. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Đây. Cháy luôn. Mấy chị có thích mã đầm này không? Hàng này thì em nói mấy chị là bao phi size 45, 65, 67kg, 68kg, 70kg đổ về mặt còn vừa. 220.000 em vô vốn. Bán mấy chị muốn bán giá nhiêu. Chơi lớn 5 cái. Ai coi like chia sẻ lên cho mã máy. Mã 17. M17 xả 160 cái đầm. M17 160.000 giùm em ạ. Em nói mấy chị.
chị không đi đâu mua được giá này luôn. Giá nhà em là bao rẻ thị trường luôn. Giá vải nó có rất là nhiều loại. Hàng này là hàng Latin cao cấp. Hàng Latin cao cấp, các chị nhìn cái chất vải và các chị nhìn cái đường may của nó là các chị biết liền. Đầm lên rất là sang. Hàng này là phi size. Ai vừa thì lấy nha mọi người ơi. Ai vừa mua vải lấy giùm em á. Màu tối đi, không có rằng vậy có 3X không em ơi. Không có 3X luôn chị ơi. Mình đâu có màu tối đâu. Đầm á hả? Latin mình chỉ có màu trắng thôi à. Latin em có màu trắng hơn, chế đẹp ơi. Có đồ bộ á thì nó Latin có màu tối. Cái đầm này em nói với chị là bao đẹp luôn. Bao nhiêu ký cũng vừa. 70 ký một cũng vừa. Hàng này là bao thoải mái luôn á. Đó, ai mà thích thì các chị lấy. Em không có màu tối rồi người đẹp ơi. Không có rằng vậy có mẫu 3X, vậy có màu 3XL không? 3XL hả? 3XL để em coi coi có không nha. Sao không lên mấy đồ bộ đùi luôn đi bé đẹp. Giờ em lên xen kẽ nè để cho mấy chị mua nè. Đầm 17 cho chị Hạnh đổ. Cái này là có màu khác không Minh Anh, chị Hoa Nguyễn vậy không? Có màu trắng nhưng mà họa tiết thì sẽ có màu. Em có màu trắng nhưng mà họa tiết khác. Họa tiết khác. 17 cho Hạnh đổ. Đầm này nó về toàn là màu trắng không hả? Chia sẻ like vào cái hội nhóm giùm em nhé. Chị ơi lên cái mã 18 em có họa tiết búp bê rì đẹp cực kỳ. Em có họa tiết gấu búp bê rì 45 cho tới 70 ký vừa, rất là đẹp. Ai lấy comment trên like giùm em. Ai lấy 18 comment giúp em với ạ. Mã số 18 giùm bé đẹp luôn. 160.000 cái đầm. 160.000 mã 18. Chia sẻ like giùm em nha chị ơi. Bao nhiêu ký cũng vừa hết. 45 cho tới 70 ký. Hàng này là bao các chị mặc luôn. Gấu Burberry. Vải này mặc mát lắm nha mấy chị nha. Không cần ủi, vải không nhăn. Hàng này là phi size. Nói chung mấy chị mặc cái này ở nhà. Tại vì nó là màu trắng thì các chị mặc cái quần lót màu trắng hoặc là màu da lên giùm em. Hạn chế mặc màu đen. Tại vì nó là Latin thì chất của nó phải mỏng, nhẹ và đặc biệt là phải đẹp nữa. Thì đó, mấy cái mẫu này hàng nào nó cũng lên một mẫu như thế này thôi. Nhưng mà chất này là chất cao cấp. Các chị nhìn nè, mấy mẫu này đường may của nó rất là đẹp luôn. Nói chung là hàng này đẹp lắm. Hàng này là bán hàng cao cấp không à. Latin nó có nhiều loại, nhiều giá lắm mấy chị. Em bao mấy chị mấy mẫu này luôn. Mặc lên rất là dễ chịu nha. Chị là lớp 18 anh đôi giùm em. Mã 18 160.000. Mấy chị ơi, mấy chị thích lên quần dài hay là quần đùi, mấy chị cho em comment nha. Latin mình còn có kiểu khác không chị? Chị nào nãy hỏi màu tối nè. À tối là được một bộ. Tối em được một bộ Latin Bell. Bộ này cao cấp luôn. Lên mã 19 giùm em. Một bộ duy nhất M19 giùm bé đẹp. 160.000 đồng luôn. 160.000 M19 chị ơi. Đẹp quá cháy. Mấy bộ này thì lên da mặt rất là sang. Mà mặt lên da rất là đẹp luôn. Mấy bộ này nè mấy chị. Em đang cầm ở trên tay của em. Hàng beo mà chất của nó là chất Latin nữa. Chất nó dịu và đặc biệt mặt rất là nhẹ. Mà mặt beo lên rất sang. Mã này mã mấy? Mã 19. Di Khả Lý 19. Em chỉ có mỗi thứ một bộ thôi. Em làm chương trình thôi nên ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Cái này là Latin dài luôn hả? Latin dài luôn. Lên cho em mã 20. Đó, bộ này là không lấy là tiếc luôn nè. Bộ này rất là sang. Trời này không có mấy chị kia hay mua hàng. Thường thường có mấy chị mà chuyên mua đồ bộ luôn á. Mấy chị khoái mấy bộ này lắm. Mặc lên đẹp lắm, mã 20 giùm em. Lên mã 20 giùm em chị ơi. Mấy bộ này lên đẹp 20.6 bộ. M20 160.000. Ai lấy M20 comment giùm em M20. M20 160 phi size 45-65 ký hoặc đẹp chị nha. Quần dài nha mọi người ơi. Đây là quần dài 45 cho tới 65 ký vừa. Mã này M20 sale 160 nha mấy chị. Đẹp cực kỳ. M20 160 chị ơi. Rất là dễ mặc. Mà nó thoáng lắm. Mà hàng vải đẹp lắm. Một bộ duy nhất thôi. 20 cho chị Tiên Dương luôn. Nay chị Tiên Dương vô trúng hệ hay sao rồi. Lên giùm em mã này độc nè. Mã này độc lạ nè. Mã này mắc hơn luôn. Mà mã này nhỏ nha. Mã này 60kg hả? Mã này chỉ có 60kg đủ về. Nếu ai 60kg đủ về thì mặc vừa. Trên 60kg mặc không vừa. Mặc sẽ hơi ôm.
có màu không bé đẹp? Dạ có, để lên bộ này luôn. Ai lấy comment giùm em mã này luôn. Mã 21. Đẹp lắm, bộ này hàng đắt tiền, tri ân cho ai comment nhanh tay nhất. Mã này chỉ có 60kg đổ về, 160.000 một bộ. 160.000 M21 giùm em chị nha. Trời ơi, bộ này là đẹp, đang hot luôn. Bộ này là đang hot ở trên mạng luôn á mấy chị. Người ta like 220, 250 một bộ không á. Hàng Latin lụa cao cấp á mấy chị. Bộ này mặc sang lắm mà đẹp cực kỳ. Chân của nó phối gấm luôn á. Hàng này rất rất là đẹp. Đây mấy chị nhìn hàng giùm em. Quần này là chỉ có 60kg đổ về, nên chị nào 60kg hãy comment giùm em nha. Trên 60kg đừng có comment giùm em nha. Mắc công lại không vừa, lại hỗ trợ đổi trả. Em không hỗ trợ đổi đâu. Tại vì em nói trước là em bán cái giá hôm nay là em bán cho luôn rồi đó. Ai lấy comment là 20 mấy? 21 giùm em ạ. M21 giùm em. 21 nha, 20 với anh hết nha chị Hạnh ơi. 21 giùm em, 21 giùm em. Đẹp chưa? M21 giùm em, trời ơi, 160.000. 60kg thôi, 45 cho tới 60kg vừa thôi. Mã này ai trên 65kg là sẽ không có vừa. 65kg là cái áo thì sẽ hơi ôm. Bộ 21 này là quá đẹp. 21 này là quá đẹp luôn. 21 mình được mấy bộ? 21 em được mấy bộ nữa. Tặng luôn á, ai comment nhanh tay. Bộ này tay quá, bộ này đẹp cực kỳ luôn á chị Hoa Ngọc. Bộ này rất rất là em xinh. Em hot luôn á mấy chị. Hàng này ở ngoài like 200 mấy một bộ, em bán cho chị 160.000 là quá rẻ luôn á mọi người. Đó. Ai vừa lấy. 21 lên lơ giùm em với ạ. 21 giùm bé anh nha. 21 em chốt cho chị Thoa luôn nè. Rồi ai lấy thì comment trên like, chia sẻ like giùm em luôn. Cái này là sọt. Sọt. Mẫu này là anh. Ai coi like chia sẻ like. 21 chốt cho Nguyên Nguyễn. 21 cho Nguyên Nguyễn. Lên giùm em mã 22. Trời ơi chất bao đẹp luôn mọi người ơi. Bộ này độc lạ luôn nè. Cho mượn cái mắt. Lên mã 22 giùm em chơi. Hàng này là 45 cho tới 65kg vừa luôn, 22. Trời ơi đẹp chưa? Ai vừa đặt hàng nha mấy chị nha, rất rất là đẹp luôn. Ai lấy comment trên like, mã này cho em 22. Xả 160. Mã 22 xả 160.000. Cực kỳ đẹp, 22 giùm em. Quá xinh luôn chị ơi, quần đùi à, phi size 45 đến 65kg chị nha. Latin lụa, màu dịu nhẹ. Màu này rất tay, xanh cổ vịt, màu đẹp nữa. Rất rất là độc và đặc biệt rất rất là lạ luôn. Lên rất là dễ thương. Lên nói thiệt mấy chị là mua hàng nhà em về mấy chị còn bán lại được nữa, thật sự luôn. Này là giá sỉ mà còn sỉ rẻ luôn. Mấy bộ này mặc lên sang cực kỳ. Đó, mặc lên mấy chị hình dung giùm em mẫu nha. Mẫu này cực kỳ đẹp với chị nha, lên mã 22 giùm em ạ. 160.000 phi size 45-65kg là mặc đẹp chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha chị ơi. 22 giùm em, đẹp cực kỳ. Rất rất là dễ thương luôn. Mã 22 cực đẹp luôn chị nha. Có gì chị Hạnh đổ nhắn tin, gửi qua tin nhắn giùm bé đẹp nha. Tại vì nói chung là em bị bom nhiều nên em cũng rất rất là sợ. Nên chị nào khách hàng mới mà lựa like nhiều quá thì nhớ nhắn địa chỉ qua tin nhắn giùm em. Gai coi like, chia sẻ like giùm em nha. 21 Hạnh đổ luôn. Lên em mã mới nha mọi người ơi. Lên mã này đi. Con beo nè. Con beo được bộ. Con beo này được bộ mã 20 mấy? Mã 23. 23 giùm em. Quá đẹp luôn mọi người ơi. Quần dài nha. 45 tới 65kg vừa. Ai lấy mã 20 mấy? Comment trên like. 160 một bộ luôn. 23 160 giùm em chị ơi. Nó còn có thêm cho em hai cái túi. Màu này là quá tay luôn và chỉ có một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai. Bộ này là phi size 45 cho tới 65kg, không có bộ thứ hai. Ai vừa thì lấy nha mọi người ơi. Ai vừa mã 23 lấy giùm em á. 23 giùm em. Mã số 23. Quần dài giùm em nha. Đẹp lắm. Nói chung mấy cái này mấy chị dễ mặc.
23 giùm em. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em chơi mã 23. 160.000 phi sale. Hạnh đổ 22 kìa. 22 là một hạnh. Xanh đó chị. Mã này 23. Báo nâu 23. Ai lấy báo nâu comment báo nâu. Đẹp cực kỳ, họa tiết lên da rất trắng luôn. 45-65kg vừa 23. 160 nha. Lên đồ bộ, toilet hoặc thun quần lửng có không em? Có chứ chị Hạnh Phát, để đúng em lên xen kẽ. Cái này có quần lửng luôn á như mình ăn. Khách muốn lên mấy bộ thun này. Đợi tí em lên luôn nha mấy chị. Chị Hạnh Phát bao nhiêu ký, comment số ký đi để em lên nha. Các chị muốn mua bộ đồ giá bao nhiêu ký, comment cho em thôi. Lửng bao nhiêu ký mình ăn? Lửng bao nhiêu ký, comment giùm em đi. Em lên một bộ này nữa là bộ cuối nha. Nãy giờ em tri ân mã này hơi bị nhiều rồi. Chắc em sẽ không lên Latin nữa, Latin em bán lỗ. Ai lấy comment giùm em mã này luôn. Mã 24 giùm em ạ. 24 giùm em. Bộ này là không lấy là thua luôn á. Bộ này là quá đẹp. 160 một bộ. 160 giùm em thì nha mã M 24. Bộ này là quá đẹp luôn, bộ của Gucci. Trời ơi. 160 bộ dài. Ai vừa lấy nha. Ai vừa 24 lấy giùm em với chị nha. Đẹp cực kỳ luôn. 55kg dạ ok. Hàng em thì free size rất là dễ mà. 55kg là ok luôn á. Lên mẫu quần dài để chị lấy luôn. Quần dài thun hay là gì? Quần dài Latin hay là quần dài thun, comment giùm em mã này mã mấy. Mã 24. Hàng vỏ 25 giùm em luôn. Đúng rồi. Sáng không à. Thích mẫu hiệu. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em. Đợi em một phút thôi. Quần dài Latin. Mấy chị biết lên quá. Toàn là bán lỗ không luôn má ơi. Bộ thun cô tông quần lửng đi chị. À Vũ Như Quỳnh gái yêu ơi. Có nha gái yêu ơi. Lửng ha. Chị Vũ Như Quỳnh hỏi bộ này quá trời luôn á, nên là em phải ráng em bán cái chị lấy giá tương tác á. Đây nè Vũ Như Quỳnh. Bộ này em nói chị Vũ Như Quỳnh mà sỉ 180 đúng không? Làm chứng giùm em luôn. Mà em thấy hỏi nhiều quá, nhiều khách hỏi bộ này quá. Em móc bộ này em đang bán luôn mà em bán lỗ. Bán 130 bộ. Bán lấy tương tác. Bây giờ lên mã nha. Ok không? Bán giá cho chị là giá em bán sao lỗ luôn á. Ôi bộ hồng này rất là dễ thương. Biết mà dịch khó khăn. Em nói thiệt em cũng ráng em bán lỗ, em bán rẻ để em lấy khách á. Chứ em nói thiệt với mấy chị á, có mấy chục ngàn mình mất khách cũng vậy à. Nên thôi em ráng lắm luôn. Ai mua hàng em mà thấy đẹp chia sẻ like nhiều giùm em là được rồi mọi người ơi. Đây mã này cho em đi. Mã 25 giùm em ạ. 25 mấy bộ này là mặc lên trắng da lắm. 45 cho tới 65kg vừa luôn. Hàng này là free size mọi người ơi. Chất co dạng 4 chiều. Mấy bộ này là mấy chị khách nhà em là đã nhận rồi. Mà hôm bữa em like là hàng lẻ. Ai cũng về khen và hỏi còn hàng hay không. Mấy cái này là mấy chị bao mặc luôn. Hàng này coi giãn mạnh lắm. Mặc rất là dễ thương. Hai mấy? 25 giùm em chị ơi. 25 giùm em nha. 130 bộ mấy chị. 130.000 một bộ mà 25. Bộ này mặc lên da rất là dễ thương luôn. Mà hàng này là free size nữa mọi người. 45 cho tới 65kg là vừa luôn. Rất là cưng. Màu lên rất là dễ thương luôn. Ai lấy thì comment giùm em mã 25 nha. Mã 25 thì là lấy lên bao nhiêu? 130 một bộ, 25. Màu rất là dễ thương luôn mà rất là đẹp. 25, 130. Hình như Vũ Như Quỳnh hỏi mã này đúng không? Hình như chị Vũ Như Quỳnh hỏi mã này đúng không? Mã này mấy mấy? Lên cái mã 26. Lên mã 26 giùm em đi. Bộ beo xanh này rất là nhiều người hỏi luôn nè. Bộ này không tính mở ra like đâu. Tại vì bộ này em còn rất là nhiều luôn. Em chơi lớn luôn đi mấy chị. M26 giùm em ạ. 26 giùm em. Mặc lên da trắng lắm. Chị có bộ này nè. Dạ cảm ơn chị Hoa Ngọc. Mặc lên da rất đẹp. Mã 26 nha. Ai lấy 26 comment giùm em. 26 được mấy bộ tặng luôn. M26 giùm em là 130.000. 130.000 một bộ mã 26. Trời ơi. Bao mấy chị rất là dễ mặc. Hàng này là coi giãn 4 chiều. À, màu beo xanh. Màu này là khách chuộng rất là nhiều luôn. Mày mặc lên da rất là trắng.
ai lấy comment giùm em. Ai lấy 26 lên đơn giùm em. 26 cho Vũ với Quỳnh một bộ nè. Đó, ai coi livestream chia sẻ like. Hàng này là free size 45 cho tới 65 kg luôn. Trời ơi, đẹp lắm, từ từ. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị. Mặc ơi, thử lên cho mấy chị coi 26. Mặc đẹp lắm. 130 một bộ. 130.000 một bộ free size 45 65 kg à. Mặc là siêu thoải mái luôn, mà đặc biệt mặc cái đồ này nè. Gọn người lắm mấy chị, mặc lên rất rất là đẹp. Mặc cái này rất là gọn người luôn, mà đặc biệt độ co giãn nó cũng nhiều nữa. 25 hoàng kim. Ai coi like chia sẻ like. 26 Vũ Như Quỳnh. 26 Thủy Phạm. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like mạnh tao giùm em rồi. Rồi bé anh qua luôn. Màu này cũng đẹp nè, mã này mã mấy? Mã 27. 27 giùm em. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. 27 giùm bé anh luôn, 130 bộ. M27 130.000. 180 sale còn 130. Quá rẻ luôn, không nơi nào rẻ bằng nơi. Trời này ơi, màu lên quá đẹp luôn. 130.000 một bộ. Mặc lên chất mát mà đặc biệt là rất là dễ chịu, mặc lên rất sang. Ai lấy comment mã? Mã 27 à. 27 giùm em. 27 cho Vũ Như Quỳnh luôn, ok. 27 được 2 bộ. Ôi, quá đẹp. Cái này là em bao mấy chị mặc luôn, rất rất là dễ chịu. Hàng này em bao với chị số ký. Hàng này là free size. Chị nào mà to to bự bự là mặc thoải mái. Nói chung là hàng này là bao nhiêu ký cũng vô hết. Chất thun mà, dễ mặc, mát mà đặc biệt là nó ôm người, mà độ co giãn nó rất là mạnh nữa. Hàng co giãn 4 chiều nha mọi người ơi. Phải lên đẹp. Chia sẻ like giùm em mấy chị ơi, cho em một nút chấm nha. 27 Vũ Như Quỳnh. Bây giờ lên em 28 nè. Trời ơi, màu này cũng lạ nè. 28 lạ. Đợi tí em lên bộ dài Latin nha. Dài nay là em sale lỗ á, nên là chỉ duy nhất like này thôi. Những like sau em không bán giá này, nên là chị nào mua hàng là các chị nhớ tranh thủ giùm em. Bán giá siêu mềm luôn. Mã này mã mấy? Mã 28 giùm em trời. 28 giùm em, 130.000. Bộ này đẹp nè. 130.000 bộ này đẹp nè chị Vũ Như Quỳnh. Bộ này đẹp lắm khách ơi, 45 cho tới 65 kg là vừa luôn. Latin dài hoặc đùi là chị bán like này thôi. Những like sau không bán giá 160 được nha mấy chị. Hôm nay là em bán lấy tương tác đó. Chị để cái móc cho chị ha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Đẹp ghê vô. Quá đẹp, quá xuất sắc luôn. Mã này hai mấy? Màu 28. 28 rất dễ thương, 130 bộ thôi, rất rất là đẹp. 28 hả? 28 nha em, còn được 2 bộ. Ai thích thì các chị cứ comment. Comment nhanh tay là có hàng nha mọi người. Nói chung là vải rất rất là dễ chịu luôn, mà đặc biệt là mặt rất là mát. 28 chị Khải Lý. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em nha chị ơi. Bộ này sọc lớn hay nhỏ vậy chị? Mẹ ơi, có 3 ít không ta? Không, cái này là xe 1 ít 65 kg á. 1 ít 65 kg. Dạ ok. Chị Thu Thúy ơi, còn coi like không? Em có 1 ít 65 kg đủ về nè. Loại đó là bằng size với 3 ít luôn á. Chị mặc đột á. Hàng sọc. Hàng này hàng sọc. Em bán lấy tương tác. Rồi lên quần dài Latin nha mấy chị. Mẫu này mà nói thiệt là em là lấy bán lỗ luôn á. Ai coi like cho em kiếm mình bán cho chị thân. Rồi lên giùm em mã này luôn. Lên mã 29 giùm em ạ. Em có mấy bộ đẹp lắm, ok Thu Thúy luôn. Màu không á bé đẹp. Màu không để em kiếm nha. Màu không là màu trơn á chị. Rồi từ từ để em kiếm cho. Chị mua giùm. Mã 3X, mã này là cũng size XL nhưng mà 65kg vừa luôn. Nó là bằng size 3X hôm bữa chị Thu Thúy. Lên cho em mã này, độc lạ vô cùng. Hàng này là 250 một bộ. Em tặng trên like trong vòng 5 phút. Ai comment nhanh tay nhất em bán 160. 160 lên tôm màu 29 ạ. Đẹp xịn sò, phải nói là đẹp bá cháy. Mẫu này là mẫu cao cấp. Hàng Latin này mắc lắm mọi người ơi. Lên dài xong lên tiếp mấy bộ đùi Latin nha. Ok Tiên Du, lấy bộ này liền không ơi là hết luôn. 45 cho tới 65 kg vừa. Bộ này đẹp cực kỳ. Cực kỳ đẹp
Bộ này em nói mấy chị là đẹp tố dách luôn, rất là đẹp mà rất là sang. Bộ này rất là xinh luôn. 3, 4 hộ. Ôi, bộ này rất là đẹp, dễ thương lắm. Latin mà hàng vải kiểu màu nó kiểu lạ lạ lắm mọi người. Tay họa tiết đó mấy chị. Mẫu họa tiết, ai lấy thì comment nha. Mã 29 giùm em ạ. 29, ai lấy 29 comment 29 giùm em nha. Chia sẻ like giùm em nha chị yêu ơi. Đâu ra được một bộ Dior. Một bộ Dior duy nhất, ai comment nhanh tay là có. Lên mã 30 ạ. 30 giùm em. 160 một bộ. Rồi 30, 160 một bộ đi. Bộ đồ xe quá rẻ luôn chị ơi. Dior. Trời ơi quá đẹp. Dior. Thoải mái lắm nha. Hai mấy? Ba mã 30. 29 cho Thoa luôn. Mã này cho em là mã số 30. Một bộ duy nhất thôi. Trời ơi. Bộ này không quá ai lấy là tiếc luôn. Đồ đẹp mà rẻ lắm mấy chị ơi, chia sẻ like vô đi mấy chị ơi. Đẹp cực kỳ luôn, mã 30 một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai đâu mấy chị. Bộ này em nói đẹp cực kỳ. Không ai lấy bộ này là tiếc luôn. Thế hàng này mấy chị bận không sợ đụng hàng luôn á, tại vì mỗi thứ em về có một bộ một bộ. Đẹp lắm, rất là dễ thương. Mặc lên trắng da mà màu lên rất tay. 30 giùm em. Lên giùm em mã mới nha. Chia sẻ like giùm em nha chị yêu ơi. Có mẫu này đẹp nè Tiên Dương. Chị bộ nãy còn màu gì nữa không? Dơ màu lên em coi cái khỏi mở bọc. Ok Vũ Như Quỳnh, để em lấy cho. Lên mã 31 đi. Lên mã 31 ạ. 31 giùm em. Màu trơn sọc nè, rất dễ thương. Ai lấy 31 xả các chị luôn 160. 160 giùm em ạ, 31 rồi. Đọc bộ nhiều chị đi chị đâu ngủ á. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Xếp quần dài là có túi quần luôn chị nha. 160 ngàn M31 ạ. M31 nha, giá 160 nha mấy chị nha. 160 bộ. 160. Bộ quá đẹp luôn chị ơi. Xoay 65kg đâu lại nha mấy chị nha. 45-65kg. Màu hồng này màu hồng da rất là đẹp luôn. Rất là ngọt. 3 mấy? 31 cho Hạnh Phát. Màu này rất đẹp. Hai bộ duy nhất thôi. Màu này rất sang, lên da rất tay. Trắng cực kỳ. Ai vừa lấy nha mấy chị. Mã 31, 160 nha mấy chị nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Cho em một nút chấm nha. Lên cho em 32. 32 chị ơi. 160 ngàn. Nãy giờ ai chưa có màu này lấy màu này nha. Xả lỗ chị mã 160 ngàn thôi. Lên mã 32. Mã 32. Còn vài lựa nào sang mua cho mẹ. Ok, để em ráng em lên đùi mà đùi sang. Đùi sang mà thích màu hồng. Màu mà không thích hình thù. Ai coi livestream chia sẻ like kiểu như là ký. Em cũng không biết nữa, chắc chị cũng mà năm thích mấy. Màu hả, thích lụa Latin. Ai coi like. Lên mã 32. Chị cứ lên đùi em nhìn thử là em biết gu à. Mã này mã mấy? Mã 32 giùm em mà 160 ngàn chị nha. 160 một bộ. 32 giùm em. 30 là mã nào vậy? 30 là mã màu hồng, đúng không? Không em, không 31. 29 mình còn không em? 29 còn. 29 là nào còn? Chị lấy mã 29 cho chị sổ bộ beo nha Minh Anh. Xả bộ beo đi em. Di Khả Lý á. Không? Dài sang cho mẹ chứ chị là đùi hồng. Dạ ok chị. 30, 30 là mã nào? 30 Hạnh Đỗ. Em ghi đi rồi chị đọc mã mới. Không ai lộn. Đợi em xíu mấy chị. Đặng Ly. 31 Hạnh Phát, 31 Đặng Ly. Mã này 32 giùm em luôn. Mã này là 32 giùm em luôn. Màu màu nu nu nha mấy chị ơi. 32 màu nu. 32
32 nu. À lấy 32 comment giùm em. Hả? 32 nha, 32. Chia sẻ lên mạng tao giùm em chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị nha. Lên cái mã 33. 33 một bộ duy nhất, bộ đùi hồng. Ai lấy 33 comment giùm em luôn. 160. Bộ này là một bộ duy nhất nè. Ai lấy comment nhanh tay không hay hết nha mọi người. Rất đẹp luôn. Quá xinh luôn, trời, họa tiết cực kỳ lạ luôn chị nha. Bộ này thì vô cùng sang. Bộ này thì rất rất là đẹp. Ai lấy mã này comment. Mã 33 giùm em mà. Ai lấy mã 33 lên tôi giùm em. 33 giùm em. Rất rất là dễ thương, hàng co giãn rất là nhiều. 45-65kg là vừa luôn. Rất là dễ thương nha mấy chị nha. M33 là quần đùi ạ. Ai lấy đùi comment giùm em, bộ này bộ đùi. Ai lấy 33 đùi comment 33. Xin luôn chị nha, mã 33. Lên giùm em 34. Lên tiếp mã 34 luôn ạ. Nãy giờ em chưa có một bộ đỏ nào luôn. Và bộ đỏ này là bộ đỏ rất là lạ. Bộ đỏ này rất là dễ thương. Mấy chị lấy nhanh nha mấy chị ơi. Không hay hết, tại có một bộ duy nhất. Mấy cái đùi chung với kiểu trái đào hồi nãy á. Để em coi đã, coi coi em còn không. Rồi lên giùm em mã này luôn. Lên cho em mã 34. 34 một bộ duy nhất. Rất là dễ thương. Bộ cho em nha các chị nha, họa tiết của Chanel. Ai vừa mã này 34 comment giùm em. 130 bộ. Ấy lộn, 160 bộ. 160 giùm em chơi mã 34 ạ. Ai lấy 34 comment 34. Ai lấy 34 lên đôi giùm em chị nha, xếp quần đùi ạ. Đẹp cực kỳ luôn, set này là mặc lên rất sang, set đùi. Chất la tiên cực kỳ đẹp luôn nha chị ơi. Ai vừa thì lấy nha mấy chị nha. 160 ngàn mờ 34. 34. Coi like chia sẻ giúp em luôn. 35. 35 được bộ này nè chị Tiên Dương. Có một bộ hồng mà, hàng hồng nó hiếm lắm. 35 giùm em luôn. Giống trái đào nè, bộ này rất là đẹp luôn. 35 hồng. Vải đẹp cực kỳ luôn á. Cái này đẹp nè, không lấy là tiếc nha. Chất vải cực kỳ đẹp luôn trời. Lên mò 35 mà 160 ngàn. 35 đùi 160 hồng. Rất dễ thương. Mã này cực kỳ đẹp luôn. Giống trái đào mà kiểu này là kiểu đẹp lắm. Kiểu này rất sang. Mẫu này là không đụng hàng luôn nè. Hàng này là hàng Hồng Kông cao cấp. Vải rất đẹp. Ai lấy comment trên like giùm em. M35 giùm em luôn ạ. M35 là 1.6 chị ơi. Bộ này là em bao mấy chị mặc. Ai vừa lấy nha. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Rồi em qua mẫu khác mấy chị ơi. Trời ơi, được bộ này rất đẹp nè, bộ dài. Bé đẹp thích hồng nhỉ. Nãy giờ lên toàn hồng không mà. Để em lên mã khác. Rồi em lên xen kẽ, ai mua được thì mua nha mọi người ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Bộ này lấy đi mấy chị. Bộ này em nói mấy chị là bao đẹp, hàng dài mà hàng xịn luôn. Đây là hàng thương hiệu. Bộ này thì vô cùng mắc. Bộ này là mắc lắm, bộ này của Givenchy. Hàng này là đẹp cực kỳ, bao lứa tuổi mặc được luôn. 160 bộ. 160 36 giùm em ạ. Đẹp lắm luôn. Ai không lấy bộ này là tiếc, vì em nói thật em chỉ có đúng một bộ duy nhất một thôi. Bộ duy nhất là xé quần dài luôn rồi, cực kỳ đẹp luôn. Quần dài nha mọi người ơi. Phi size 45 đến 65 kg là mặc đẹp luôn rồi. 45 cho tới 65 kg là vừa set này. Trời ơi bá cháy. 36 giùm em bà xã, 160.000. 160.000 đồng một bộ. Ai lấy comment giùm em. Mã 36 nha trời, một bộ duy nhất luôn ạ. 36 giùm em luôn. Đây. Màu đẹp lắm. Màu này là màu gì không biết nữa. Nói chung là màu lên rất tay. Mã này thì em nói mấy chị là đẹp vô cùng. Mà đặc biệt là không bị trẻ mà cũng không già luôn á. Màu da rất là sang. Cái màu này các bạn không kén da nha. Da nào được bận cũng được thôi. Ba mấy vậy? Mã 36. 36 giùm em nha mọi người. Trời ơi đâu ra được bộ này đẹp. 37 giùm em luôn. Mấy này là hàng lẻ nha mấy chị. Một bộ duy nhất thôi. 37, 37 giùm em luôn. Mã 37 giùm em trời. Trời ơi, bộ này rất sang luôn nè. Ai lấy 37, comment 37 giùm em luôn. Ai lấy 37 lên tôi giùm em trời. 160. 160 ngàn, xếp quần dài luôn ạ. Mặc cực
đây. Mấy chị yêu cầu giùm em mấy chị lên kiểu nào nha. Thật sự là em lên em like mà không biết gu á, like cứ like mà bán hàng bán lỗ rồi. Nên là em cũng rất là mệt. Chia sẻ like. Nên là ai mà thích kiểu nào là các chị comment kiểu đi. Em lên cho dễ, bán lỗ mà like, like cực quá. Nên là ai coi like coi kỹ giùm em đi. Có bộ Minh Anh đang mặc không? Dạ có, hình như còn được một bộ á chị Đặng Ly. Chị Đặng Ly lấy thì comment là đồ Minh Anh mặc là sẽ chốt được cho like nha. Đồ Minh Anh mặc là 1.6 luôn ạ. Đó mấy bộ này rất là lạ. Mà nó có một kiểu à. Sang cực kỳ. Đó ai lấy thì comment. Em thấy hai bộ vừa rồi là em mới bỏ ra là bộ nào cũng đẹp luôn á. Đẹp không nhiều luôn mà sao không ai lấy. Rất là xinh. Đó ai lấy thì các chị cứ comment giùm em. Đâu có thôi. Giống em mà. Ai coi live stream chia sẻ like giùm em nha. Bỏ trơn đi. Các chị muốn lên đồ bộ nào comment giúp em với nha. Trơn bộ này được mấy bộ chị. Luôn giờ chưa ăn mã này nha mấy chị. Ai coi live chia sẻ like giùm em. Comment nhanh tay nhất là sẽ được chốt. Chậm tay là hết luôn. Lên mã 38. Bộ này là màu trơn, Latin trơn, hàng cao cấp. 45-65kg vừa. Ai lấy thì các chị comment trên like giùm em. Cái quần có bị lỗi không chị Thanh? Không, cái kiểu nó vậy đó. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Mã 38 giùm em ạ. Rất là dễ thương luôn. Ai coi like chấm chấm giùm em nha mấy chị. Bộ này bán lấy tương tác. Một bộ duy nhất. 130.000 một bộ. 130.000 một bộ mà 38 mấy chị nha. Thấy mấy chị mà chốt chậm quá là em nói thì em bán tặng tương tác một mã thôi. Ai vừa thì lấy nha. Hàng này là phi size. Thì 65kg đổ loại đó. 45 cho tới 65kg vừa. Bộ này rất là dễ thương. 130 một bộ Latin. Một bộ duy nhất. Ai coi like chia sẻ like giùm em luôn. Mà 38 giùm em chị ơi. Sao đứng hình hoài vậy? 38 giùm em ạ. Cắm sạc vô thì 30 mấy? 38. 38 nguyên một set, tặng duy nhất một set 130. Lên đơn M38 giùm em ấy chị ơi. 130 nguyên một bộ luôn, rất là đẹp. 45 cho tới 65kg vô. Ai lấy thì comment trên like giùm em nha. Ai lấy 38 lên đơn giùm em với ạ. Mã 38 nha, 38. Thôi em lên hàng thun nha. Thun không lên Latin nữa đâu, Latin bán lỗ quá. Latin hàng thun hả, bán còn lỗ ít. Latin lỗ một bộ ba mấy ngàn, bán không nổi mấy chị ơi. Mấy chị có thích mấy dạng này đang hot nữa. Đó đang hot mấy kiểu này nè, mấy chị có thích không? Đó mấy kiểu như thế này nè, đó. Bây giờ nó đang hot mấy kiểu như thế này nè. Đó. Có ai thích không? Thích thì ghi chủ thích nha, em sẽ lên mã nha mọi người ơi. Nếu thích thì cho con màu. Ai coi live stream thì chia sẻ like giùm em luôn. Lên thun đi, thun sọc nè. Quá trời tri âm nè. Bán lớn luôn tri âm mã này. Ai coi lại đây mã 8 giùm em rồi. Chờ xe sắp một mẫu đi nha. Đi ghé rồi. Thích nha bé đẹp. Thích mấy kiểu đó hả? Mẫu này xỉ nhiều vậy anh? Giá cao nữa. Toàn là giá cao không mà không biết làm sao đó. Bộ này 200 mấy lần chị ơi. Thôi để em suy nghĩ bộ đó. Chị phải chia sẻ lên mạnh lên đi, đừng mấy tương tác mạnh lên mới bán đồ đẹp mà rẻ được. Cái này là chị Thu Thúy còn coi like không chấm chấm giùm em luôn. Em có bộ sọc. Tại vì like á, mình like mình lên theo mã mình dễ lựa theo mấy chị á. Người này người kia người ta không thích, người ta coi like người ta chán, người ta out ra hết. Nên em sẽ lên đủ thứ. Ai coi like mình thích thì mình mua ủng hộ nha. Em không lên theo mã được nha. Lên mã này mã kia người ta kiểu giống như là sao em thiên vị quá. Lên mã này cho mấy chị hoài mà lên mã kia cho mấy chị hoài thì em nói thật sự em bán không được. Like cực mà mình không có bán được bộ nào. Tồn hàng nhiều nữa nên là em rất là buồn luôn. Nên là em sẽ lên ai thích thì các chị hãy đặt nha.
Rồi ai coi like chị sẽ like giùm em. Thu Thúy còn coi like chấm chấm giùm em nè. Bộ này là bằng với bộ 3X luôn á, 45-65-67 ký vừa. Ai mà bự bự là mấy lấy bộ này là siêu vừa. Bộ này em có nguyên ri luôn, em tặng chương trình trong livestream 2 phút duy nhất. Lên mã. Mã 39. Ai lấy 39 tặng bộ này 130 luôn. Bộ 39 130 giùm em chị nha. Xì xài xì 65 ký bộ ngu xì sọc, ai lấy comment. Đi qua đây đi để cô tên 39 là 130.000. 130.000. Cái hàng này là tây, cái hàng hồi nãy là nó mắc lắm mấy chị. Ai coi like chia sẻ like nha. Hello các anh, xin chào cô Nguyễn Thảo. Ai lấy thì comment giùm em luôn. Ai lấy 39 lên đô giùm em á chị ơi. Đó. 130.000. Hàng này là bao có chị luôn, ai mà bự bự. 70 ký nó thì còn vô. Mấy cái này chất nó giãn đã lắm mấy chị. Bao với chị mặc luôn, rất là dễ chịu. Ai lấy thì comment trên like giùm em. Chị nào lấy size to comment giùm em chị nha. M39 130.000. Má này giá cao quá nên em đang suy nghĩ. Mấy chị ơi chia sẻ like lên đi mấy chị ơi, nhiều hình nhiều mẫu lắm, nên anh giống như một mẫu gì lắm, một hình bộ nhiều hình một kiểu. Rồi lên mã giùm em luôn. Lên mã 40 à. Cái này em có mỗi thứ một bộ duy nhất. Ai cầm anh nhanh tay thì em sẽ chốt cho mấy chị. Bán 10 bổ lộ. 10 bổ lộ vốn nặng nề. Ai chốt thì comment trên like. Thật sự luôn. Bán lỗ nặng luôn. Bộ này em nói thiệt mấy chị. Chị 39 sọc đen châu vỏ. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em. Bán lỗ lắm, mệt lắm. Tại vì bán lời á, hay là mình lời được 1.000, 2.000, 3.000 còn được. Lỗ ba mấy ngàn bộ. Thiệt em like không nổi. Mấy chị thấy em like yếu xìu luôn á. Dạ không được cô Nguyễn Thảo ơi, lập xưởng con lời có mấy ngàn à. Bán 5 gói lập xưởng tặng cô chiếc nhẫn phong thủy mấy trăm ngàn sao con bán. Cô thông cảm giùm con nha. Rồi lên giùm con, lên giùm bé anh mã này luôn. Hôm bữa hai bịch lập xưởng nhưng bị hai bịch bị chuột cắn. Nhắn tin mà không ai trả lời. Chị Minh Nguyễn ơi, chị chụp màn hình qua tin nhắn giùm em. Lát em về em đọc tin nhắn. Ủa mà lạp xưởng sao bị chuột cắn? Ủa sao mà tí với mình mình để trên kệ gói, mà ta. Mình gói mình cũng thấy. Để em coi lại cái đơn đó rồi em sẽ giải quyết nha mọi người ơi. Rồi lên mã này cho em lên luôn. Lên mã 40 giùm em ạ. À. Ai lấy mã 40 tặng nhanh luôn 160.000. 160.000 mà 40 giùm em. Một luôn. Bộ duy nhất. Ai đặt hàng comment trên like giùm em luôn. Một bộ duy nhất 160.000. Nguyên một bộ dài. Nãy giờ chị nào thích thì comment nhanh tay. Em bán 10 bộ này nữa thôi. Tại nói chị thiệt với mấy chị bán lời người ta ham. Bán mà nó thiệt bán lỗ. Bán một bộ như thế này. Tại vì người ta ra một bộ sỉ là đã 185, 190 rồi. Người ta bán like phải 200 mấy mới có đủ tiền luôn. Trả luôn nhân viên. Mà em toàn là bán lấy tương tác kiểu này không. Mà em nói thiệt em chết sớm á mấy chị. Bán kiểu này là like là chết sớm dẹp tiệm luôn á. Nên em bán không có được. Nên ai comment nhanh tay thì em nhường nha. Ai coi like chia sẻ like nha. 40 Linh Uyên. Giùm em. Ra đê ở, đúng rồi, mấy chị nói bữa giờ mấy chị ra đê là em thấy em cũng ra đê lắm rồi đó. Dạ gì em nói lại với em, dạ ok chị Minh Nguyễn. Bữa giờ em thiếu nhân viên trầm trọng luôn á, nên là chị nào mà ví dụ nhân viên em rẹp tin nhắn hay là bạn chưa có trả lời mấy chị thông cảm nha. Có gì lát em like về em sẽ check tin nhắn của chị, của cô anh Thu Võ nha chị nha. Rồi lên mã này cho em luôn. Lên mã 41 ạ. 41 đó chị ơi. 160 M41 giùm em. Một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai nha. Ai lấy thì comment 41 giùm em. Ai lấy 41 lên đôi giùm em chị ơi. 160.000 ạ. 160.000 mã 41, một bộ duy nhất. Quần dài áo cho em lẫn rất là dễ thương. Mấy bộ này giá ở ngoài mắc lắm. Hàng này hàng xịn rồi mấy chị, mấy rất là đẹp luôn. Sỉ 201 một bộ rồi. Đó ai vừa thì lấy nha mọi người ơi. Rất là dễ thương. Trời ơi, M41 giùm em ạ. 41.
42 giùm em luôn. Mình bán mã 42 luôn trời. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị ơi. Mấy chị thích bộ thun hay là mấy chị thích Latin, mấy chị comment giùm em nha. Còn kiểu thì em sẽ theo lên lên theo kiểu bé anh có. Bữa nay là toàn là hàng đẹp không á nha. Đây. Em lên theo kiểu em không sell, em toàn bán lỗ không à. Nên em mệt rồi. Mã này mã mấy? Mã 42. Ai lấy 42 comment giùm em luôn. Bộ này rất rất là dễ thương nè. Bộ này dễ thương nè. Ai lấy 42 comment nha. Mà 42 giùm em chưa 160 ngàn luôn ạ. À. Quần à, quần caro nha mọi người ơi. Quần này thì rất là đẹp. Latin luôn nè. Quần này thì rất là dễ thương. Latin caro luôn. Dạ ok chị Vũ Như Quỳnh 42 giùm bé đẹp luôn. Mã 42 giùm em luôn chị ơi. 160. 160 ngàn. Mấy bộ này thì rất là dễ thương. Mấy bộ này dễ thương mà nó mắc nữa. Tại vì nói chung là giá nó cao mấy chị. Giá rất rất là cao luôn mà đặc biệt là rất rất là đẹp. Vải bằng mát lắm nha mấy chị nha. Ai coi like chia sẻ like giùm em đi cho em. 42 chốt cho Tiên Dương. 42 Tiên Dương. Lên cho em 43. Đó, bộ nào nó được bộ hai bộ gì em lên cho mấy chị nha. Bốn mươi ba giùm em bộ này luôn nè. Trời ơi dễ thương có một bộ à. Quá xinh luôn trời. 43 được một bộ duy nhất nè. Đó chị nào mua về cho bé mặc cũng được, mình mặc cũng được. Rất là dễ thương, Latin xịn luôn. 160 một bộ. 160 ngàn một bộ mà 43 giùm. Nhiều người là người ta đi lấy sỉ là không được bằng giá lẻ em bán luôn á. Em nói thiệt mà. Có ai mua hàng là biết nha. Ai lấy comment giùm em luôn. Ai lấy 43 lên đơn giùm em đó ạ. Đẹp cực kỳ, một bộ duy nhất thôi. Một bộ duy nhất thôi nha mấy chị ơi. Rất rất là xinh. Đây, quần nè đẹp ghê không? Đẹp xỉu luôn. 40 mấy? 43. 43. 43 giùm em. Giá 160 nha. Được bộ hồng. 44. Cái nào được? 44 luôn ạ. À. Đây, một bộ duy nhất luôn. Rất là dễ thương. Bộ con heo. Bộ này không ai lấy là thôi luôn á, rất là cưng luôn. Mã 44 giùm em luôn trời, trời quá xinh luôn ạ. À. 160 nha mấy chị. 160 nha mấy chị. 44. Chắc phải bằng mát lắm nha mấy bạn ơi. Đây rất rất là đẹp luôn. Quy một quần dài hồng. 44 dạng thanh trang. Kiểu như 40 còn không là kiểu nào vậy? Vậy? Dạ để em kiếm thử. Lên rồi. Dạ rồi để em lên thử. Lên mã này luôn. Mã mấy? Mã 45. 45. Trời ơi dễ thương ghê ông. Nguyên con gấu bu. Màu đỏ đô rất là cưng luôn. 160 một bộ. 160 màu 45 luôn chị ơi. 45 160 một bộ. Ai vừa lấy nha mọi người ơi. Ai vừa 45 thì lấy giùm em đó. 45 giùm em. 44 hình như mình hết rồi phải không? Bộ heo. Bộ heo. Hết bộ heo rồi mà. Bộ mấy anh đang cầm là mã 45 luôn ạ. 45 giùm em, 45. Đỏ đô. Ai lấy đỏ đô comment 45. Gấu bu nha. 45 gấu bu. Hình như chuông mã luôn á chị Thanh. 46. Lên mã 46 à. Trời dễ thương ghê không. Bộ này dễ thương ghê luôn á. Bu cầu vòng. Chị này nãy giờ chế màu vàng này lấy bộ này đúng chưa? Dạ em lên thun dài. Nãy giờ em lên Latin em bán lỗ quá rồi. Để em lên thun. Lỗ ít thôi, lỗ mấy ngàn chứ lỗ mấy chục ngàn em quải quá mấy chị. Để em lên mã mới. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy 45, 46 comment giúp em phải không? 46 nha trời, 130 ngàn. Màu cho em vàng đồng. Rất dễ thương, 160 bộ. Hết nha mấy chị. Qua mã mới giùm em luôn. Con này lên rồi. Này được con nè, ai lấy comment nha. Để lên thùng. 47, ai lấy 47 comment giùm em. Con này là con Doraemon nè. Trời ơi Doraemon quá đẹp.
Doraemon màu quá đẹp luôn. Mã 47 luôn giùm em trời. À đây 47, comment giùm em 47. 160.000 47 à. 160. Latin xịn nha. Dễ ôn lắm, 47 à. Trời ơi, mặt 47 cho dạng thanh trang. Mặt quá xinh luôn, quá tung. 47 như mình còn được 2 bộ. Ờ, còn 3 bộ quá, có chị em nào lấy không? Ai lấy thì comment 47. Hello, với anh xin chào chị Hiệp Phan. Rất rất là dễ thương luôn. Cái này có thể mình lấy cái áo, mình bọc với quần khác vẫn được luôn. Nói chung mấy này dễ mặc lắm mấy chị ơi. Màu xanh đen nè. Rồi mã này mã mấy? Lên cái mã 48. 48 có được bộ luôn nè. Hello mấy chị đẹp. Chia sẻ like giùm em nha mấy chị yêu ơi. Rất rất là dễ thương. 45, 65 ký vừa, 48. M 48 luôn chị ơi. 160. 160.000 M48 ạ. Dạ em cảm ơn chị Hiệp Phan. Để em lên bộ thun tay dài quần dài. Thun quần dài ha. Ai lấy comment giùm em luôn. Xanh đen. Ai lấy 48 lên đôi giùm em luôn chị nha. 48. 48 cho Linh Uyên. 48 em chốt cho chị Linh Uyên. Lên giùm em mã 49 nè. Dạ, quần dài có quần dài đây 58. Có mã khác không chị? Dây của Nam là sáu dây luôn nè. Mày nó sọc xe lớn đó. Lấy hàng cục ra bán lấy tương tác luôn nè. Sao chịu nổi trời. Lên mã em mã này luôn. Lên mã 49 à. Phi size 45 cho tới 65 ký vừa mã này. Ai lấy comment giùm em luôn. Ai lấy 49 comment giùm em trời. Ôi mã này đẹp vô cùng. Ai lấy comment luôn 130 bộ. 130.000 một bộ M 49 à. Trời ơi Balenciaga theo. Bộ này Balenciaga theo. Bộ này cho em là bộ đùi. Trời ơi dễ thương xuất sắc. 130.000. Ai vừa lấy nha mấy chị nha. 130.000 M 49 giùm em luôn chị. 49 bộ này thì quá đẹp luôn. Không lấy bộ này là tiếc nha. Bộ này là hàng còn lô luôn á, mà bán ra 1-2 bộ lấy câu tương tác. Ai lấy comment giùm em? 49 chốt cho Linh Uyên. 49 cho chị Linh Uyên, bộ này đẹp lắm. Hàng này là phi size 45, 65 ký mặt còn vừa. Hàng co giãn mạnh. Các bạn lấy cái áo khác bận với quần khác cũng vẫn được luôn. Mấy chị nhìn hàng co giãn 4 chiều nè. Đó em mặc em kéo trên like cho mấy chị coi luôn để mấy chị biết chất lượng của nó. Vải rất là đẹp luôn, sọt nha mọi người. Rất rất là dễ thương. Cực kỳ dễ thương luôn, 49 Linh Uyên. Lên giùm em. Rồi lên giùm em. Ước gì có máu mua. Ước gì có máu mua. Có máu để mua. Dạ ok. Đồ rẻ mà đẹp phải không mấy chị? Trời ơi có được bộ duy nhất nè. Bộ này đâu ra rớt. Bộ này là không bao giờ rớt luôn. Mã này mã mấy Huyền? Mã 50 giùm em ạ. Mã 50 giùm em luôn. Mã 50 sale các chị 130 luôn. Mã 50 130 ngàn luôn. Trời ơi, bộ này mà không lấy là tiếc luôn á, quá tiếc luôn, phi size 45, 65 kg vừa. 60 55. Bộ này 60 kg hả? 45 cho tới 60 kg đi, quên. Mở 50 giùm em nữa chị nha. Tiên Dương 50. Có chị nào lấy không nha, mẫu đó có nhiều màu. Tiên Dương còn ơi, còn nha mấy chị. Mã này chơi luôn. Còn được một hồng. Y có màu xanh này đẹp nè. Giá chỉ có 130 thôi nha mấy chị nha. Giá bán rẻ lấy tương tác 45 60 kg thôi. Đậu khô nha, rất cái màu xanh này đẹp nè, xanh này đẹp cực kỳ luôn nè. Màu xanh này mặc lên mát da. Mà không sến luôn á, rất là dễ thương. Lên mã 51 à. 45 cho tới 60 kg đổ về. 51. Màu lên rất cưng luôn, sale các chị 130 bộ. 130 bộ mà 51. Mấy bộ này mặc lên rất rất là dễ thương. 45 đến 60 kg quay ngược lại. Mấy bộ này mặc mát 45 cho tới 60 kg đổ về. Mã 51 luôn ạ. À. Rất rất là dễ thương luôn, bộ đùi. Màu xanh rất là ngọt ngào luôn nha. Mua cho con mặc mình mặc cũng được mấy chị, rất rất dễ mặc luôn. 51 giùm em. Có ai thích sách nách không mấy chị? Có dây luôn nha mấy chị, là có con dây không? Quần dài có không chị? Có. Để kiếm quần dài. Đợi em tí. Chia sẻ like để mua hàng với giá sốc nha trời.
Dạ 49 em có, nhưng mà em đang suy nghĩ không biết có nên sale không đây. Rồi lên cho em mã, mã này mã mấy? Lên tiếp cho em mã 52 ạ. Mới cầm gì đẹp vậy Minh Anh? À để xíu em lên liền. Năm mấy? 52 giùm em. 52 phi size. Mã này trời ơi đẹp ghê luôn á, 45 cho tới 65kg vừa. Siêu co giãn. Xin luôn chơi co giãn 4 chiều à. Mã này cho em sale các chị 130 bộ. 130.000 một bộ rồi, 52. 52 giùm em. Quá dễ thương luôn trời ơi. Mấy chị mua nguyên set này là quá rẻ luôn á, đi ra ngoài chợ mua cái áo thôi đã 160-170 rồi. Hàng 4 chiều mặc mát như thế này, năm mấy? 52 ạ. À. 51 thuê lương, 51 là mã nào vậy? 51 em lấy cho chị thuê lương. 52 em lấy cho chị Linh Uyên. Đẹp lắm, 52 em còn một bộ nữa là hết luôn. Nên anh hỏi mấy chị có xe tải. Dạ để em lên. 52 còn được một bộ nữa, giống cái mã hồi nãy, mất đẹp luôn. Rồi, rất là dễ thương, 52 còn được bộ. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Để em lên mã mới. Hình như hồi nãy chị Tiên Dương chị hỏi mã này nè, 53 đi. Lên mã 53 ạ. 53 nha, bộ này là 130 bộ luôn. 130 bộ, 130 ngàn một bộ, mờ 53. Trời ơi, bộ này rất là dễ thương, để em coi bộ này bao nhiêu ký đủ về. 45 cho tới 60 ký. 45-60kg bộ này nè, rất dễ thương luôn mấy chị, 130 M53 giùm em luôn chị nha. M53 130.000 bộ đùi. M53 130 bộ đùi. Phía xa 45-60kg 45-60kg, hàng này co giãn nhiều. Hàng co giãn 4 chiều rất dễ mặc. Ai vừa thì lấy nha mấy chị ơi. Ai vừa 53 lên đôi giùm em chị nha. Hình như đồ bộ xe quá rẻ đúng không? Hồi nãy cầm lên bộ này đúng không? Bộ này em được một bộ duy nhất nè. Nhanh lên. Tay có, chậm tay hết. Lên tiếp mã 54. 54 bộ dài Adidas. Bộ dài mắc hơn bộ đùi nhiều, nhưng mà chơi lớn luôn, sale 130. 130 ngàn mờ 54 luôn ạ. À. Mã này 45 cho tới 56kg, 57kg. 65 dài luôn chị ơi. Ủa vậy hả? Cái này coi giãn mạnh dữ vậy hả? Ồ vậy mã này cho em 60kg đổ về mặc được luôn. Đại ấy, mấy chị ơi. Hàng này 60kg đổ về mặc được luôn. Đang đắp mặt nạ trà xanh nè, nó đã gì đâu á. À, dạ chị Hiệp Phan. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy 54 lên đôi giùm em với ạ. Bộ này rất đẹp luôn nè, đó chị Thoa Lương nè, có phải gu của chị không? Bộ này là có Hiếu Nguyễn là nãy vô là hốt rồi. Đúng mấy cái gu của mấy chị luôn nè. Quần dài mà mấy cái áo này mặc mát lắm, không có bị nóng luôn á, tay dài nhưng mà mặc rất là mát. Ai lấy comment nha. Ai lấy 54 lên đôi giùm em với ạ. 54. Rồi có mã này luôn, 55 nè. Mã này là Adidas nè. Adidas hồng nè, bộ này rất là dễ thương, phi size luôn. 45 cho tới 60kg đổ về. Mã này 55, sale 130. Mã 55, 130.000. Quần dài nha, mấy chị, mấy chế ơi. Quần dài mấy chế ơi. Quần dài nha, hàng đẹp cực kỳ luôn nè. Rồi, hàng thể thao 130 bộ, ai vừa comment nhanh tay nha, một bộ duy nhất. Mã 55 nha chị ơi. Bộ này đẹp lắm, lấy bộ này đi. Nhiều mẫu đẹp lắm, chị Phan ơi, rất là xinh luôn. Cái bộ Adidas này không lấy là tiếc nói thiệt, bộ này em bán được lắm. Rớt được một màu, có một màu duy nhất thôi. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like mạnh tay giùm em nhé trời. Mã này mã mấy hả? Lên tiếp mã 56. 56 giùm em. Mã này nhiêu ký ta? 65kg. 45 cho tới 65kg vừa. Mã 56 luôn ạ. Một bộ duy nhất, không có bộ thứ hai. Ai lấy comment giùm em. Phải quá đẹp luôn mấy. Một bộ rồi nha. 130.000. 130.000 đến 50kg đâu lại. Quá đẹp luôn bộ tím sữa này. Không lấy là thôi luôn. Rất là dễ thương, 130. Rất là xinh luôn nhé chị ơi, 130.000. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Năm mấy? 56. Không có bộ thứ hai, chỉ có một bộ. Ai coi like kỹ thì hãy đặt nha mấy chị nha. Rất là đẹp. Hàng cao cấp mấy chị ơi. Nguyên set này có 130 đâu ra mua giá này. Ra ngoài chợ chợ gì? Chợ Kim Biên còn không có giá này nữa mấy chị. 56 gì Khả Lý. Đó em còn bộ, một bộ em lấy lên tương tác 57 giùm em. Quá đẹp. 45 cho tới 65kg. 160, ấy lộn 130. 130. 56 còn không chị? 56 là 56 là của chị em. Tím đó qua màu khác. Hết rồi, 56 hết.
khác. 65 kg vừa chị ơi. Okay, mã đó em bao 45-65 kg. Hàng mấy chị nhìn mấy chị mặc nè, hàng coi dạng 4 chiều. Rồi bộ này đẹp. Ai lấy bộ này comment lẹ quay hết nha. Mã 57 à. 57 sale các chị luôn 130.000 một bộ. 130.000 mà 57 giùm em đúng chị ơi. 45 cho tới mã này cho em là 65 kg vừa. Đẹp lắm. Rồi quần nè. Dễ thương cực kỳ luôn, mặc nguyên set luôn. Cái này mặc chán phối với áo trắng mặc cũng đẹp nữa. Rồi qua mã luôn giùm em. Thôi đi làm chuyện đây, nhìn hồi tiết. À dạ ok. Mã này mã mấy? Lên mã 58. 58 giùm em. Ai lấy 58 còn bên 58 giùm em luôn mọi người ơi. Mã 58 luôn giùm em nhé chị ơi. Ai lấy 58 comment luôn, màu rất đẹp, bộ đùi 45-65 kg vừa. Quá xinh luôn à, màu này 56 thôi luôn. 56 mã nào vậy? 56 là mẫu của đó phải không ạ? Rồi mã này, 57 là mã nào? 56 em hết rồi thôi luôn ơi. Còn cái màu hồng được không? Mã này 58. Tiếp mã 58 giùm em đúng chị ơi. 58 giùm em ấy chị ơi. 58 á chị ơi, một bộ duy nhất. Thôi luôn lấy 57 em. 57 hồng. 58 giùm em. Mê lắm mà hết máu hì hì. Dạ ok chị Hiệp Phan. 45-65 kg vừa luôn nè, hàng đẹp nè. Cái quần rất xinh luôn. Trời ơi, mặc chán lấy cái quần mặc với đồ khác cũng đẹp. Mã này cho em luôn 130.000 M58 giùm em nha. Hàng rất đẹp luôn, hàng theo mấy chị ơi rất xinh. Ai vừa lấy nha 58. 65 kg. Phi size 45 cho tới 65 kg là vừa. Đó, ai mà vừa thì các chị lấy nha. Rồi em qua mã luôn. Lên giùm em bộ này có một đụng bộ nè. Màu này lạ nè. Đọc mã đi em. Lên mã 59 à. Chị Na ha. Minh Anh ơi, đi hết tiền rồi, riết nghiện bả luôn chị Na. Đồ đẹp mà chị Na ha ha. Ai coi like, chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em, chơi lên mã 59. 59 giùm em luôn, sale lỗ mấy chị ơi. Mã này không lấy là tiếc. Chốt lẹ nha, có một bộ thôi đó. Mã này à, ai lấy comment. Mã 59, 130.000. 45-65 kg vừa. Mã này 65 vừa luôn nè, độ coi dạng thoải mái nè. Bộ này không lấy là tiếc, bộ này rất rất đẹp luôn. Quần nè, dễ thương cực kỳ. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy 59 lên đôi giùm em luôn chị ơi. Màu cực kỳ dễ thương luôn. Quần dài nha mọi người. Trời ơi, quần dài nha mọi người ơi. Size 45-65 kg là mặc đẹp luôn à. 45-65 kg bao mặc luôn. Chán thì tháo cái áo ra mặc chung cái quần khác cũng được. Quần mặc áo khác cũng được. Nói chung là bộ này là đồ đẹp. Bộ này mà ai không lấy là tiếc lắm nha mấy chị. Bộ này đẹp nè mọi người. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Cái áo rất là đẹp luôn á. Đẹp lắm nha. Này dài nữa, dài lắm. Trời ơi, dài size đại. Thu Thúy không coi like được uổng. Quần dài mà size lớn luôn nè. Là size 75 kg đó loại mấy chị yêu nào có người nào phải ai hỏi size lớn. Thu Thúy phải không? Mà chỉ đi ra coi like à. Được dư mỗi thứ một bộ nè, xả luôn nè. Đẹp mê ly luôn. Lên mã 60 à. Bộ này form bự nè, thoải mái, thoải mái mặc luôn nè. Lên cho em mã 60. Cứ ship lại luôn đi em, gạo gấp 1 kính. 59 thoa luôn. Đấy kìa. Mã này là mã 60. Trời ơi đẹp. Có màu đen không? Nguyên bộ màu đen hả? Không có. Đen không có, chỉ có trắng đen xám tím thôi. Thôi. Tại hàng size lớn là khó lắm chị ơi. Chị Đặng Ly cho chị xả 31. Rồi xả 31 cho Đặng Ly luôn. Lát kiếm tên Đặng Ly xả ra giùm chị. Mã này đẹp lắm nè, 3X nè. Mã này nói chung hàng 3X không có rớt đâu à, chị Thu Thúy ơi. Nói chung là hàng 3X khách em là khách lớn nhiều, nên là em bán được size to á. Nên là hàng mà bán giá sale rồi á, là mấy chị coi like mấy chị lựa giùm em nha. Không có cái màu bộ đen. Cái bộ này sỉ là 250 nha chị nha. Đẹp lắm. Này bán chỉ có 130 thôi. Hàng này là bao mặt luôn nè, 3X nè, em nói 7 mấy ký còn vừa. 75 kg. Mặc thoải mái luôn. Sale có chị luôn 130 đi. 130.000 M60 luôn ạ. À. Một bộ duy nhất. Ai mà ví dụ người nhà mình bự bự nè, mẹ mình bự nè, hay là bà ngoại mình bự nè. Nói chung mặc mấy cái này dễ mặc, mà mình mặc cái màu nhu lắm mấy chị, không có bị sến nữa.
người lớn người trẻ đều mặc được luôn, rất rất là dễ thương. Mà hàng này nè, hàng này mắc lắm mấy chị ơi, hàng dài mà độ co giãn mạnh, mà form to là nó phải tốn vải nữa. Mấy giá này cao lắm mấy chị, cứ lên một ít là lên 10.000 rồi đó. Nên là các chị biết hàng này rất rất là đẹp luôn. Bộ thun đùi ren chị còn không? Thun đùi ren thì mình hết rồi. Còn như được 1-2 bộ, để em coi còn không, để em lên nha. Mã này mã mấy? Mã 60. Đẹp lắm. 60 em lấy cho chị Châu vỏ nè. Rồi để em lên mã mới. Đùi ren nè. Đùi ren. Rồi đùi ren này là không có sale luôn á, hơi chơi lớn sale luôn. Rồi lên cho em mã 61 đi. Mã 61 luôn trời. Đùi này là đáng ra không sale đâu nha. Lỡ rồi bán câu luôn đi. Khách nào khách mới vô like mua nha mọi người ơi. Tặng mấy chị 130 bộ. 130.000 một bộ mà 61. Đùi ren này là mua là ghiền luôn á, 130. Hàng này là em đang bán nè, bán được lắm mấy chị, bỏ sỉ nữa, bán được cực kỳ đẹp lắm. Hàng này là phi size 45-65kg vừa luôn. Hàng này đó mấy chị ơi, ở ngoài bán mắc lắm. Hàng ren thế này là ren đẹp không à, rất rất là xinh. 61 giùm em 130. Mã 61 giùm em luôn chị ơi. Ê 61 em có màu, lấy màu ra luôn để cho mấy chị lựa luôn. Chơi lớn luôn. Đáng ra là không có sale. Đáng ra là không có sale mà lỡ rồi cho lựa màu luôn. Hàng này là còn nguyên cây, là không phải hàng lẻ. Chơi lớn nha. 60 kèm màu, 61 kèm màu giùm 61 em. 61 kèm màu giùm em. 60 hết rồi Phương Bội Ngọc yêu ơi. Lên giùm em 61. Lên mã 61 luôn ạ. À. Ghi giùm em 61 xám Vũ Như Quỳnh. Trời ơi có cái hồng này nè, dễ thương. Hồng này là hồng 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 đất. Hồng đất nha mấy chị. 60 ai lấy? Xám có hồng mà nhà hồng mà hồng bắt teo. Chốt Phương Bội Ngọc bộ 60, còn dư được một bộ. Hồng này là hồng nu nè, màu này là rất dễ thương nè. Trời ơi bán 130 đó, chơi luôn á. Mã 61 kèm màu giùm em luôn chị nha. Hàng ren này đẹp lắm, ren này màu lên cực kỳ dễ thương. Dạ chị 61 cam. Ủa vậy rồi, ủa vậy là không có lấy xám hả, lấy cam hả Vũ Như Quỳnh? Cam hay xám vậy? Cam hay xám. Cầm anh kỹ lại nha người yêu ơi. 61 kèm màu giùm em nha chị ơi. Xem 130.000 luôn ạ. À. Đây chị lấy cam cho cam. Thích cam lấy cam. Có xám nữa. Nói chung màu nào cũng đẹp. 61 kèm màu giùm em luôn. Xám với cam luôn, ok. Cái này là đẹp lắm luôn mấy chị. Nói chung là mở bộ xám ra cho coi. Nhìn là chỉ có ghiền. Hàng đẹp không luôn á mấy chị. Nói chung mấy bộ này đẹp lắm. Khách nhà em còn hỏi đi ra ngoài chợ bán mắc hơn hàng bé anh bán nữa, nói thiệt. Đi ra ngoài không ai bán á. Nói chung là đậu bán lẻ. Đúng rồi. Bởi vậy mấy chị mua được cái giá này là không có luôn á, thề luôn. Ai mua là biết liền. Ra ngoài chợ bán tới 250. Ngoài chợ là ai muốn mua một bộ lẻ này là 250.000 nè, không có giá 130 như nhà em đâu. 130 là em bán câu tương tác, bán like mà mấy chị, nên là bán cho mấy chị có hàng mua với mấy chị chia sẻ like giùm em cho khách mới á. Đẹp ghê luôn á, rất là dễ thương nha. Dạ rồi ok, Vũ Như Quỳnh xám với cam luôn. Trời ơi. Trời ơi đâu ra được bộ tím nè, dễ thương nè. Màu tím này là đẹp nè, lấy tím này cho em. Đẹp cực kỳ. 62 luôn mấy chị, hàng này là 60, hàng này là phi size 50kg cho tới 75kg vừa luôn. Mờ 62 giùm em luôn chị ơi. Hàng này là ai mà bự bự là mặc là ghiền luôn nè. Đẹp cực kỳ, màu rất sang. Đó giờ không có rớt cái màu này em bán được lắm. Ai lấy comment giùm em nha, các chị nha, 130 một bộ. 130.000 một bộ, mờ 62 là xét quần dài à. Set này em nói mấy chị mặc lên rất dễ thương luôn mà mặc lên trắng da lắm. Các chị nhìn nè, hàng này co giãn siêu bự luôn, siêu mạnh luôn. Ai mà ví dụ có người nhà mình mặc cái này là ok. Cho em coi thêm thun lửng nữa đi chị, em lấy thêm thun lửng rồi ok, em nhớ rồi. Ai lấy thì comment giùm em. Ai lấy 60? Ai lấy 60? Cái thun lửng hoa á chị, thun lửng hoa có cổ đây ok. Ai lấy comment giùm em. 62 nha chị. 62 nha mấy chị, 130. Rồi lên đi mã 63. 63 trời ơi, có trắng.
kiểu ren đó có đùi rồi gái yêu ơi, không có ngắn rồi. Trời ơi mã này giùm em lẹ luôn nè, đẹp ghê không. Mã này nãy giờ chị nào kiếm một bộ trắng đen là phải qua lấy bộ này ngay cho em. Mấy cái size đại này ít lắm cho mấy chị có, mấy chị mua đi để em sống. Size lớn là không có hàng đâu, size lớn bán được lắm. Mã này là 50kg cho tới 65, 66, 67, 70, 75kg còn vừa. Mấy chị nhìn độ co giãn nè. Hàng mà co giãn như thế này là mặc, nói chung là ai mà mặc lắm mà mặc cũng bao luôn. Cái độ của nó rất là dễ chịu mà nó nhẹ, ơi là nhẹ luôn. Mặc lên người của mình nó thấm hút mồ hôi rất là tốt. Mã này 130. 130.000 M63 luôn nha. Đây mấy chị nhìn nè, quần sọc luôn cho em, rất đẹp, xếp thể thao. Mà thường thường mấy người mà mập mập á, người ta khó kiếm mấy cái mẫu này lắm. Mà mấy cái mẫu này em nói mấy chị mặc lên dáng rất đẹp luôn. Tại vì khách nhà em nhiều người form to lắm, tại vì những chị lớn tuổi nè, có những chị là đẻ con rồi á, bụng mình có bụng á, mình lấy mấy mẫu này mình mặc rất là dễ chịu. 63 cho chị Châu Võ luôn. Rồi lên tiếp tục mã 64. Dạ đây. Hoa hình như con còn được bộ này. Bộ lửng hoa em còn được hai mẫu này thôi gái yêu ơi, Vũ Như Quỳnh ơi. Vũ Như Quỳnh lấy mã nào comment nha, em còn được một bộ beo và một bộ hoa hoa vàng. Lấy hoa vàng đi, hoa vàng đẹp, mặc lên trắng da. 130 một bộ, phi size 45 65kg. Lấy mã 64 ạ. 64. Bộ này đẹp nè Vũ Như Quỳnh. Bộ này dễ thương nè. Mặc lên da trắng bóc à. Mã này 45 65kg vừa nè, hàng này coi giãn thoải mái luôn. Hàng này đã lắm. Hàng này bán sỉ một bộ thôi là đã 195 rồi, hàng xịn nha mấy chị. Vải may đẹp lắm, cực kỳ đẹp luôn. Ai lấy 64 giùm em. Lấy hoa vàng Hạnh Pháp 64. Hình như hoa vàng mình coi được bộ nữa nè. Bộ. Ok nha, hoa vàng rồi Hạnh Pháp ghi giùm em 64 đi. Phải mà, sao mấy? 64 đúng rồi chị. Hạnh Pháp ghi giùm em 64. Vũ Như Quỳnh 64 rồi hết luôn. Đẹp cực kỳ, được hai bộ và gái yêu ơi. Hàng đẹp cực kỳ luôn. Có cái xanh này cũng đẹp nè Như Quỳnh. Như Quỳnh lấy này về, chị mặc bác mặc cũng được. Cái này đẹp nè. 64 Vũ Như Quỳnh, 64 Hạnh, chị Hạnh Pháp. Mã này cho em mã 65 đi. Mã 65 đó chị ơi. Bộ này dễ thương nè, bộ này là bộ ren nè. Cái lộn quên, hoa xanh nè. Đó mấy bộ này mặc lên là da trắng lắm, mà mặc lên rất là dễ thương. Bộ bận có bán không chị Anh Thùy? Dạ có. Bộ bận là hồi nãy là 160 một bộ quá chị Anh Thùy. Chị lấy bộ mà em mặc lên tôm, em mặc giùm em. Ghi giùm em là mã Minh Anh mặc nha, là 160 một bộ. Hàng này 45 cho tới 65kg là vừa luôn. Cái này là mã 65 giùm em, hoa xanh. Màu này dễ thương nè, mặc lên rất là trắng luôn. 45, 65kg là vừa. Mặc lên dễ thương lắm mà mặc lên cưng lắm mấy chị. Chốt này là bao thấm hút mồ hôi. Bởi vậy mấy người mà mập mập đồ này nọ, người ta có thịt á, mặc mấy cái đồ mà không có thấm hút với không có độ co giãn á, mặc khó chịu lắm. Mặc mấy này rất là dễ chịu luôn. Hàng xếp bộ quá mấy chị. Đó ai lấy thì comment giùm em nha. Ai lấy 65 lên cho giùm em nha chị ơi. Ê, em có được bộ sọc này rất là dễ thương nè. Mã cho em 66 đi. Lên cái mã 66 là quần đùi ạ. À. Quần đùi giùm bé anh nha mọi người ơi. Đẹp lắm, bộ này dễ thương nè, nãy giờ bộ này chưa có lên. Bộ này dễ thương nè, một bộ duy nhất nè, bộ đùi nè. Bộ này 45 cho tới mã này 65kg. Quá trời màu đẹp quá. Trời cái áo này các chị tách ra các chị mặc lẻ được luôn á. Cái áo này em nói mấy chị bao đẹp. Áo này nè, 130 nguyên bộ luôn. Dễ thương ghê không? 130.000 một bộ nha. Bộ này không lấy là thôi luôn á, bộ này rất đẹp. Trời ơi, úng nãy giờ luôn. Lên mã 66 ạ. À. Quy một bộ sọt. Phi size 66 nha, một bộ duy nhất thôi mọi người. Đó. Em xem hàng lẻ nên ai lấy mình suy nghĩ kỹ hãy lấy nha. Đó, rất rất là đẹp luôn. Dễ thương lắm. Nói chung là mấy màu này lên mặc da trắng. Con mặc mẹ mặc cũng được, 66 gì khả lý luôn. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em luôn. À bộ beo nè Vũ Như Quỳnh. Em có beo này nè, dễ thương nè chị Vũ Như Quỳnh. 66 mình còn không? Còn được bộ nào không? Mình còn có bộ này. 66 em hết rồi chị Hạnh Trần ơi. Cho chị xả mã 20 lấy 65 nha, 20. 20 là mã nào vậy? Mã đầu á. Ủa 65 mình còn không? 65 là mẫu gì vậy? 65 là màu gì vậy? 20 lấy luôn đi mấy chị ơi, về mấy tụi em cũng biết mã 20 nằm đâu nữa.
chụp nhốt lại ghi, ghi lại mã 20 đi, ghi tiên vuông đi. Là hai người đó. Mã 20 đó. Rồi lên giùm em mã này luôn, Đặng Ly với tiên vuông á, nhớ nha. Rồi lên cho em mã này luôn để xả ra để không hoi lại lộn. Lên cho em mã này luôn. Mã này mã mấy? Em là mã 67. 67 giùm em. Ai lấy 67 comment giùm em luôn. Mã này có một bộ duy nhất nè, 45 65 kg đeo vàng. Mã này các chị ơi 130 bộ. Cái màu đó ai lấy thì ghi đi. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em nha. Chia sẻ like giùm em nha chị ơi. Ai coi like chấm chấm giùm em luôn. Ai khoan từ từ để em lên mã khác đi. Có mã đây nè. Rồi ai lấy comment giùm em. Dạ Hạnh Trần có chốt cho chị rồi nha chị ơi. Lấy đi em Hạnh Trần. Ghi chung luôn á. Mã này bên kho còn đựng bộ. Ai lấy comment giùm em mã này mã mấy? Mã 67. 66 giùm em luôn mấy chị ơi. 67 giùm em ạ. 67 giùm em nha, 130. 130 ngàn một bộ, mò 67. Bởi vậy mấy chị xả ra là làm em lộn xộn đầu óc em luôn. Tại vì cái mã đầu mà giờ móc rồi nó. Lấy luôn đi mấy chị ơi, đừng có xả như Minh Anh like cực dữ lắm luôn á, thiệt luôn á. Rồi em câu tương tác, có mã đùi lẫn nào không? 67 Hạnh Đỗ. Chị gì quên rồi, chị Thu Thúy nãy giờ Thu Thúy chưa lựa được nè. Thu Thúy nói gì vậy? Sao không có size lớn quần lửng? Có. Size lớn quần lửng mà vậy bao nhiêu ký? 65 á, 3X á. Có không ta? Hàng này là lửng hay đùi gì hả? Cái nào em, cái này lửng á. 65 ký là ok đó. Để em coi con vừa. Vừa đó, 65 ký đúng không? Đây nè. Mã này vừa nè chị. Chị vừa quên rồi Thu Thúy yêu ơi. Đây. Hàng lửng nè. Lửng Gucci theo luôn, rất rất là đẹp. Em còn tem hết nha. 67 Hạnh Đỗ nha. Rồi lên cho em mã này luôn. Mã này còn gì? Hết rồi. Lên mã 68 giùm em ạ. Thế đó em cứ ghi đi. Cái mã đó đó, mã beo vàng mà. Beo vàng còn đường bộ bên kho. 67 Tiên Dương. Còn bộ nào giống mã 66 không em? Dạ có Hạnh ơi. Chị Hạnh yêu ơi, đợi em tí rồi em lên luôn nè. Lên cho em mã này luôn. 45 cho tới 65 kg vừa. Ai lấy mã này comment giùm em. Lên cho em là mã 68. Hàng này là 45 cho tới 65 kg vừa nè. Trời ơi 66, 67 kg vừa luôn á. Hàng này coi dạng thoải mái lắm. 130 một bộ. 130 ngàn một bộ, mò 68 luôn ạ. Bộ này cho em anh là bộ lửng nha mọi người. Bộ lửng nha mọi người ơi. Bộ này lửng nha. Bộ này là 45 cho tới 60 mấy ký luôn á. Hàng này form thoải mái mặc nè, bộ lửng. Ai lấy comment giùm em. 68 giùm em luôn nha chị ơi. 68, 68, 68 mấy chị ơi. Rồi bộ ơi. Bộ này form to 65 ký mặc bộ luôn. Đây. Theo chữ Gucci. Rất đẹp. Mặc rất mát. 68 Thu Thúy. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Đây. Bộ này đẹp nè. Mã này cho em mã 69 giùm em đi mấy chị. Hàng giống như chị Hạnh Trần hỏi nè. 69 giùm em. Lửng này đẹp á, ơi lấy lửng nó đi đẹp lắm á chị Vũ Như Quỳnh. Nói chung là em la em lấy một hai bộ ra em câu thôi, ngày mai là hết liền á, tại vì ngày mai là giao sỉ rồi. Ngày mai là chị Thanh đi giao sỉ rồi. Nói chung là ngày nào cũng đóng sỉ hết á mấy chị. 67 65 kg bao mặt luôn chứ ơi, em vừa mà. Rồi lên cho em mã này luôn. Lên cho em mã 69 ạ. 69 một bộ duy nhất. Đẹp cực kỳ. Đẹp lắm, ai lấy comment nha, 130. Ai lấy 69 lên bao giùm em ạ, 130. 45 cho tới 65 kg vừa. Mấy chị nghe rõ số ký với anh tư vấn cho dễ lấy hàng nha mọi người. Đây. Hàng này thì độ co giãn bao phê luôn. Hàng co giãn rất là thoải mái. Để em coi màu nào đẹp em lấy nè, ok chị. Mặt mát ha. Trời ơi, bộ này đi ra ngoài mua một bộ thôi 200 mấy rồi. 200 mấy mấy chị mua nhà em được hai bộ. Mua một cái áo không cũng đã 200 mấy. Ờ, mua cái áo thôi, hàng 4 chiều. Ai mà mặc hàng nhà em là biết là rất đẹp luôn. Hạnh Trần 69. Có được bộ xám này đẹp nè. Chị bộ lửng này đẹp nè. Xám này đẹp nè, lấy bộ này mặc về mấy chế. Bộ xám được hai bộ nè, bộ này đẹp nè. Phải lấy nha, bộ này nó thiệt đẹp thiệt. Hàng này size to luôn, 45 cho tới 65 kg vừa luôn, 65 66 kg luôn á. Mã này thoải mái. 70 giùm em. Rồi xám Gucci này, bộ này lửng đẹp nè, bộ này là hàng đẹp lắm, bộ này bán được lắm luôn á. Đây, các chị nhìn hàng em coi giảng nè. 68 kg còn vừa luôn á.
70 giùm em nha chị ơi. 70. Ai lấy 70 comment giùm em nha mấy chị ơi. Đây em thử cái đùi vô cho mấy chị coi luôn. Hàng nói chung là hàng co giãn thì mấy chị mặc thoải mái lắm. Anh là bận thoải mái luôn. Đây. Đây mấy chị nhìn nè. Hàng mà nó thun mạnh như thế này là mấy chị bao mặc. Mặc cái đùi á mấy chị mặc mấy bộ này lên nhìn rất là gọn. Tại vì nó ôm cái đùi của mình luôn á, mà nhìn nó không có thấy khuyết điểm nhiều. Mấy bộ lửng này là nhiều người thích. Nói chung khách em có người thích lửng, có người thích dài, người thích đùi, nên là em lên đủ bộ. Ai thích cái gì mấy chị lấy nha. Có ai coi like chia sẻ like giùm em luôn. Mã 70 em còn một bộ nữa nha chị ơi. 70 Thu Thúy đi em. Ê lên bộ này nè, được bộ hồng. Quá đẹp. Màu này có một bộ nè, quá đẹp nè. Lên giùm em 71. Lên mã 71 à. 71 một bộ duy nhất luôn, ba Linh. Ai lấy 71 comment giùm em. Thôi, 45 cho tới 65 ký vừa. 130 một bộ. 130.000 một bộ mà 71. 45 cho tới 65 ký. Màu này thì quá xinh rồi. Màu này thì quá đẹp rồi. Khỏi nói luôn. Nguyên một set đùi. 45 cho tới 65 ký 130. Hàng lửng. Ấy lộn hàng đùi nha mọi người. Cái quần này đẹp lắm. Mấy chị mà mặc cái áo mấy chị chán, mấy chị phối với quần jean. Còn cái quần này mấy chị mặc với cái khác được luôn. Rất rất là đẹp. Em like hàng cực khổ nên ai coi like suy nghĩ kỹ trước khi đặt giùm em nha. Đừng có xả nha mấy chị nha. Em bán hàng rẻ lắm rồi. Like này em cũng hỗ trợ ship rồi. Đó là mấy chị lưu ý giùm em. 70 đường bộ cho Thoa luôn. 71 cho chị Hạnh Trần. Rồi. Màu này đẹp nè, màu này chưa like nè. Màu này chưa like nè, 7 mấy? Lên mã 72 à. 72 đi mấy chị. Em like theo màu đi, tại vì có bộ có được bộ, có bộ được 2 bộ. Nên là nó lộn xộn lắm, nên em like theo mã để mấy chị dễ lấy. 7 mấy? Mã 72 luôn á chị ơi. Hàng này là 45 cho tới 68 ký vừa luôn. Hàng này là size co giãn rất là đã. Đây. Cái này là dễ thương nè. Theo gu xì luôn, đẹp lắm. 72, 130. Mã 72, 130 giùm em à. Đây. Hàng mà co giãn như thế này là mấy chị ơi, tha hồ mà. Ai mà size mà bự bự là mình thoải mái luôn. Mấy bộ này là bán rất là chạy. Hàng size bự em bán được. Ai lấy thì comment giùm em nha. Ai lấy bản 2 lên rồi giùm em. 72 đẹp lắm mấy chị. Mua về mặt mấy chị, 72. Rất dễ thương, 72 được 2 bộ luôn. 72 Thu Thúy một bộ nè. Đó, ai lấy thì comment. Hàng này 68 kg là vừa luôn á, tại vì hàng co giãn nhiều. Hàng co giãn nhiều là chất nó rất là đẹp luôn, rất là sướng mà giặt không có bị đanh xù vải nha. 72 Thu Thúy rồi nha chị yêu ơi. Lên cho em mã. Mã này cổ tim được một bộ nè. Lên mã 73. Mã 73 giùm em một bộ tím. 73 được một bộ tím. Trời ơi, bộ này dễ thương. Hàng này 45, mã này cho khoảng tầm 65 thôi ha. Mã này 65 ký đổ về. Hàng này rất đẹp luôn nè, một bộ duy nhất nè. Lên M 73. 73 xả mấy chị luôn là 130 một bộ. 130 em M 73 luôn. Trời ơi, đẹp chưa? Đẹp bá cháy chưa? Trời ơi. Duy nhất chỉ có một bộ nha. Không có bộ thứ hai luôn. Bộ này thì quá đẹp. Đó, ai vùi comment giùm em bộ đó bao nhiêu ít vậy? Một ít. Mã này cho em là 65 ký đổ về. 45 cho tới 65 ký đổ về. Ai vừa thì lấy nha ai mọi người. Mã 73 lấy giùm em. Còn set đùi nữa không em? Dạ còn, em đang lên xen kẽ. Hàng này là em like hàng lẻ nha mấy chị. Mấy chị lựa like, mấy chị thông cảm đợi lâu lâu xíu nha, tại vì em lên theo mã lẻ. Còn nhiều mẫu lắm mấy chị cứ từ từ nha. Bộ này được bộ nè. Bộ này được bộ nè, dễ thương nè. Lên mã 74. 74. Trời ơi, dễ thương. 74 giùm em. 45, 65 ký vừa. Quá xinh luôn trời, M74 à. 130 một bộ. 130.000 một bộ M74. Bộ này không lấy là thôi luôn á, bộ này là quá cưng luôn á, 45, 65 ký. Đây. Hàng coi giãn cỡ này. Vải mát cực kỳ mà vải bao đẹp luôn. Trời ơi. Rất xinh. Rất xinh luôn trời, M 74 giùm em. Ai lấy 74 comment nha. Size 45 đến 65 ký là mặc đẹp nha. Mặc mát cực kỳ.
dịu nhẹ. Ai mà nóng nóng đồ mặc máy này nè. Cái này mặc quạt hay là ngồi máy lạnh cũng được. Rất rất là dễ thương. Đây. Nhất có một bộ chỉ có 130 thôi nha mấy đó, bạn. Ai lấy thì comment giùm em. Nè nãy giờ nè bộ này bán được lắm nè. Lên lại mã này nha, 75 giùm em đi. Mã này 75 nãy giờ bộ này bán được nè, đâu ra sót được bộ nè. Ai lấy 75 comment giùm em nha, bộ Balenciaga 45 cho tới 65 kg. Bộ 75 giùm em luôn ạ. Ai lấy mã này giùm em, các chị ơi 130 một bộ. 130 ngàn một bộ M 75. Rất đẹp luôn, 75, 130. 130 ngàn, quá rẻ luôn. Mình bỏ mấy trăm ngàn ra mình mua collagen uống. Thì mấy chị bỏ mấy trăm ngàn ra mấy chị mua mấy bộ đồ mà mấy chị mặc được mấy năm luôn. Hàng này thì mặc mấy năm luôn, rất đẹp. Bảy mấy? 75 cho Linh Uyên. 75 em lấy cho chị Linh Uyên. Đó em còn được bộ này nè. Ấy. 75 còn không chị? 75 là màu nào? Còn á. Em cứ ghi đi chụp đây. Còn á. Bộ này hình như, ủa này like chưa vậy? Chưa. 75, 76 em còn được bộ. 75 cho chị Hạnh Trần, chị Tha luôn. 75 cho Hạnh Trần, 75 cho Tha luôn. Rồi, vậy là phải cắt của hàng của khách kia rồi, bỏ qua hả? Không, ok, không. Đi lỡ rồi. Lên mã 76 giùm em luôn. Được một màu, 76 được một màu. Bộ này em được một bộ, ai lấy 76 comment giùm em. Lên mã 76 hả? Nhiều người ta thích hàng sọc, người ta mặc lắm. Tại vì sọc quá là trẻ mặc được, người lớn mặc được, không có bị trẻ quá luôn. Mà mình có thể tách xét, mình lấy cái áo mình mặc với quần jean mình mặc cũng đẹp nữa. Nên là nhiều khách nhà em thích dạng sọc như thế này nè. Mà sọc nhà em là hàng 4 chiều nữa, nên là mấy chị mặc rất là dễ chịu. Hàng 45 cho tới 65kg là vừa luôn. Ai lấy comment 76 nha. Mã 76 giùm em luôn ạ. Đó, set đùi 76 130 nha mấy chị, 65kg đổ lại nha. 45-65kg đổ về. Phi size MLXL đều được nha mấy chị. Mà nó đẹp lắm luôn, duy nhất chỉ có một bộ thôi nha. Để em lấy qua mã khác. Mã này có cổ được bộ nè. Mã này hàng có cổ được một bộ. Lên mã 77 à. Mã này có cổ em được một bộ duy nhất. Ai comment nhanh tay thì có nha. Lẻ được một bộ mấy chị ơi. Hàng này quần lửng. Mã 77 giùm em luôn trời. Từ từ. Để mở ra mấy chị nhìn nè. Mã này form nhỏ nha. Mã này khoảng tầm 50kg à. Mã này size bé. Mã này lên dài ok thoa lương. Mã này là chị nào mà 50kg đổ về thôi. 50kg đổ về. 50-52kg thôi. Mã này 50-52kg size M á. Chị nào size M thì vừa nha. Mã này là 130. 130.000 M77 giùm em. Mã này 52kg đổ về thôi mấy chị. Ai 52kg đổ về là mặc được. Màu xanh rất đẹp. Chị là 52kg đổ mà làm đẹp nhé. Chơi mã 77. Cổ Dior. Đó, ai chán thì tháo ra mặc sơ mi cũng đẹp nữa. Đó, rất là dễ thương. Tay bo, tay thể thao. Tay thể thao nha mọi người. Rồi qua cho em mã luôn. Lên quần dài chị, có quần dài. Dạ em có quần dài luôn mấy chị. Rồi quần này đẹp nè, thoa luôn. Bảo đảm thoa luôn lấy liền. Lên cho em mã 78 luôn ạ, xếp quần dài luôn nha chị. Một ơi. Bộ duy nhất thôi. Một bộ duy nhất nha mấy chị ơi. Size này là hàng phi size, có độ co giãn. Hàng này Champion 45 cho tới 65kg mặc còn được. 130 luôn. 130 luôn nha chị ơi, 78. Quần dài 45-65kg. Rồi đẹp chưa? Quá đẹp luôn trời ơi, mã 78 giùm em ạ. À. Quá đỉnh luôn á mọi người ơi, Champion. Đó, tự nhiên đâu ra có được nguyên cái quần. Quần này đẹp hơn Blacking nữa. Mà đặc biệt hàng có dễ nhiều. Mặc bao sướng luôn. 45-65kg mà còn vừa. Hàng này phi size rất là mạnh. Hàng giãn nè mấy chị. Mã 78 giùm em luôn nha trời. Đó, ai lấy comment nha. Ai lấy comment nha, được một bộ trắng. Lên tiếp xét quần lửng đi em. Lửng tay to. Rồi đợi xíu em lên liền luôn. Không, chỗ này. Nè, bên anh lấy bên đây nè, bên anh. Nè, đó. Đây.
chị Thoa Lương Champion là 78 giùm em. Mã trang quần dài là mã 78 nha chị ơi. Lên giùm em mã số 70 79 à. 79 giùm em. Mẫu này được mấy bộ? Lấy ra bán tương tác đúng không? Mã này là em còn hàng luôn á. Trời đất ơi. Mã này là em còn hàng luôn á. Em bán lấy tương tác. Hỏi nhiều quá mà hết hàng nên là đưa luôn sỉ luôn á. Hàng này là hàng sỉ đang lấy đúng không chị? Chơi luôn, tặng cho em một mã. Ai coi live chia sẻ live giùm em. Lên mã 79 à. 79 nha mọi người ơi. Trời sao văng dữ vậy? Ai biết. 78 cho chị Thoa luôn. 78 là mẫu này phải không? Lên giùm em mã số 79. 79 giùm em nha mọi người ơi. Ai coi live chia sẻ live. Ủa sao giờ mọi người có coi được không ạ? 79 giùm em. Set này quá đẹp luôn. Hàng này hàng hiệu 45 cho tới 65 kg. Ai lấy gờ bên xã mấy chị 130 một bộ luôn. 130 ngàn một bộ mò 79. 79 giùm em. Ai lấy 79 comment giùm em. Ủa mạng có bị yếu mấy chị. Mấy chị chấm chấm giùm em. Có ai coi được like không ạ? Ai coi like chia sẻ like giùm em nha mọi người ơi. Mã này mã mấy? Mã 79 à. 79 giùm em bộ LV. Bộ này rất rất là đẹp luôn kìa. Kìa. Thấy 5266 kìa 67 kìa. Hay là Facebook bị lắc cơ chứ làm gì mà đang tụt, đang trăm mấy tụt xuống vậy. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Chia sẻ like giùm em mã 79 đó chị ơi. 79 cho chị Hạnh Đỗ. Mã này em được mấy cái. Thấy chưa, giờ mấy người mới đang vô lại kìa. Hạnh Trần bắt đầu vô đang xem kìa, Thoa Lương kìa. Mạng bị yếu hay sao á. Thấy người ta văng quá trời luôn. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. Mã 79 là sếp này anh đang cầm mà. Sếp quần dài set LV cực kỳ chặt đẹp luôn. Cái này mấy chị mua mới lấy cái áo không mà cũng vẫn lời nữa nha mấy chị. 79 Hạnh Đỗ. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Đây từ từ, mã này em chưa lên. Mã này là em chưa lên mà em lên luôn nè. Ai coi like chia sẻ like giùm em. 80 giùm em. Ai lấy mã 80 comment trên like giùm em luôn. Giá 130 nha. Ai đang coi like chia sẻ like mã 80 130 nghìn đồng. Mã 80 xả 130 nghìn đồng. Hàng này cho em là bao nhiêu ký hả? 65 ký. 65 cho tới 45 cho tới 68 ký còn vừa luôn. Trời ơi. Mã 80 đó chị ơi. 79 chị Mimi. Mimi ơi lên số điện thoại giùm bé anh nha. Phí ship bao nhiêu chị? Livestream ngày hôm nay là thành phố ship 15.000, tỉnh là ship 30 đúng không? Tỉnh là 15, thành phố là 15.000, còn chị nào ở tỉnh là livestream ngày hôm nay nha là 30.000. Duy nhất livestream ngày hôm nay nha mọi người ơi. Rồi, ai đang coi live chia sẻ live giùm em. Mã 80 giùm em chị ơi. 80 giùm em. Chị nào đặt hàng lên số điện thoại giùm em nha. Nãy giờ mã này chưa lên phải không chị? Mimi cho em xin số điện thoại với nha chị ơi. Rồi mã này được 2 bộ nè, lấy lẹ nè. Mimi lên số điện thoại nha, nhân viên sẽ chốt đơn cho chị. Chị có số là bạn sẽ chốt đơn cho chị. Mã này mã 81. Mã 81 à. Đẹp cực kỳ luôn trời, bà phu lan là bà mệt nữa kìa. 81 giùm em. 45-65 ký vừa. 67-68 ký còn vừa. Ai coi like chia sẻ like nha. Lên mã 81 à. 81. Nhanh tay luôn, màu xanh đen. Đẹp cực kỳ. 45 cho tới 68 kg. Hàng này thì bao mạnh luôn mã mấy? Mã 81. 81. Quần lửng nha chị ơi. Mã này quần lửng. Mã này quần lửng không? Màu tối luôn nha chị ơi. Mã 81 à. 81 giùm em. Đó. Ai đặt phải có số điện thoại mới chốt đơn. Không có số điện thoại em không thể nào chốt đơn được. Đó. Nên mấy chị đừng có nghĩ là em bán hàng em chảnh, không có chảnh. Nhưng mà không có số, không có gọi điện thoại nên không có chốt đơn được. Chỉ là đơn giản như thế thôi nha mấy người yêu ơi. 81 Thu Thúy. Ai thích kiểu nào đưa comment giùm em đi. Đây là phô máu luôn.
Mimi 79 65. 65 ký bao vừa. Mã đó 65 vừa mà đúng không? 65 ok. Mã đó thoải mái. Dạ ok chị Mimi. Lên cho mẫu này đang hot hit, đang nổi sóng ở trên mạng. Cũng in mẫu này mà cái gì cũng in mẫu này ha. Mẫu MLB. Ai lấy comment giùm em mẫu MLB. Trời ơi. NI. Đi kiếm người yêu. Mã này lẹ là hot nha. Hàng này là hàng lửng 45, mã này 65 kg vừa. 65 kg ok luôn đó. 45 cho tới 65 kg vừa luôn. Xả các chị 130. 130 ngàn lên đơn mời 82. 82 giùm em. Trời ơi, bộ này không lấy là thôi luôn. Có 5 bộ nha, 5 bộ. Đẹp bá cháy. Lấy bộ này mặc đi, đẹp lắm. Hàng này là phi size. Vải màu trắng cực kỳ đẹp luôn. Chị nào MLXL là đều vừa hết. Có 130 bộ. 130 ngàn mời 82 à. Đẹp bá cháy. Rồi. Bộ này quá xinh luôn chị nha. Quần lửng à. Áo trắng lấy bận không. Bá cháy màu chét. Đó. Chét thì tháo ra mặc cái áo thôi cũng đẹp. Gì bà nội? 82 giùm em luôn à. Tự nhiên cười cười mình vậy. Lâu lâu cũng thấy có vấn đề rồi. Ủa phụ lai mà sao cũng 82 giùm em. 82 giùm em nha chị ơi. Chia sẻ like nha mấy chị ơi. Mình còn màu tối nào không ta? Màu tối hả? Tám tối lửng mà bự nữa trời ơi. Mình còn lẻ đâu. Mấy chị bận dây không dắt sóc nè. Để em còn. Mời 82 chú chị Hạnh Đỗ à. 82 Hạnh Đỗ. Nữa chị ơi, địa chỉ nhắn qua tin nhắn giùm em đi. Tại vì em like hàng like á, mà mình khách mới nữa, em cũng đâu có biết là mình có lấy hàng hay không đâu. Nên là mấy chị nào đặt hàng cho số điện thoại, địa chỉ nhắn qua tin nhắn giùm em nha. Tại vì có nhiều người rảnh lắm, lâu lâu vô đặt like chơi vậy đó, rồi nhắn tin là không có like. Bữa xả nguyên cục 20 bộ luôn là đã chóng mặt một lần rồi. Nên là bởi vì ai mà khách mới là em nổi da gà luôn á thiệt. Đi mấy chị không phải là tại vì em không có chảnh, em bán hàng là em rất là nhiệt tình luôn. Bán mấy chục ngàn bán lỗ cũng bán rất là tư vấn rất kỹ. Nhưng mà chắc lấy thì hãy comment nha, mùa dịch em khổ lắm mọi người ơi. Bán sale bán lỗ rồi. Rồi mã mấy vậy? 82 thấy qua chưa? Lên giùm em luôn mã này. Lên cho em mã 83. Bởi vì nhiều khi cũng yếu tim lắm mọi người. Thông cảm nha mấy chị nha, tại vì bị bơm nhiều quá rồi nên là cũng hơi bị sợ á. Có ai thích bộ ai thích bộ bộ sách nách không ạ? À? Bộ này thì siêu đẹp. Em bán lấy tương tác một bộ này, lấy tương tác Facebook. Nãy giờ thấy mấy chị ủng hộ cũng nhiều. Bộ này nhiêu ký vừa ta? 60 ký. Bộ này là 45 cho tới 60 ký đủ về mặc được luôn. Em tặng bộ này nhanh tay. Ai coi like chia sẻ like giùm em. Lên đơn mời 83 luôn ạ. À. Chị ơi mấy chị 100 ngàn đồng một bộ. 100 ngàn đồng một bộ mời 83 luôn chị ơi. Ai lấy 83 comment 83 giùm em. Nhanh tay là có, chậm tay là hết. Phi xa đến 60 ký là bông đẹp, đẹp lắm. Mã này là bông này được một cái, một bộ duy nhất nè. Ai lấy comment giùm em 83 mấy. Cho Vũ Như Quỳnh, 83 cho Linh Nguyên. Có ở đâu mà mày chốt hoài vậy? Hai bộ hả? Rồi ok, 83 Linh Nguyên. Tưởng hết rồi. Xả nguyên cây luôn á. Lên cho em cây này đi. Giá 100 nha các bạn ơi. Chia sẻ đi. Hàng này hàng đẹp lắm nha. Bây giờ là thấy nãy giờ ủng hộ nhiều rồi. Lấy tương tác luôn nè. Bộ này mặt mát nè. Lỗ rồi. Đổ lửa luôn đi kệ lỗ. Nhanh rồi. Tay chia sẻ like giùm em. Tặng mấy chị 84 100 ngàn luôn. 84 100 ngàn giùm em ạ. Trời ơi. Em nói mấy chị nghe. Mặt ở nhà mát rùi rùi luôn. Rất là dễ thương. 100 ngàn đồng một bộ. Khẳng định với mấy chị hàng xịn như thế này không bao giờ có giá 100 ngàn đồng. Trời ơi. Quá rẻ luôn chị ơi. Lên đơn mời 84 giùm em. Cái hoa này đẹp lắm luôn nè. Đó 84. Hàng này là phi size luôn nha mấy chị ơi. Bao mặt luôn mà mặt sướng mát lắm. Mặt ở nhà đồ ai mà thoa kem body đồ cũng dễ nữa. Không bị dính kem vô quần áo luôn. Hồi này có 2 bộ. Linh Uyên 84. Có 2 bộ á. Bạn nào có chốt nữa không? Lên giùm em mã này được một bộ. Lên đây mã này đi.
Mã này được nè. Gì? Là sao chị Hạnh đổ? Cái có gì em báo chị lại cái chị này. Hiểu không? Em hên xui nha. Mấy chị ơi, mấy chị ghi cũng phải ghi có dấu giùm em. Là chị có chắc lấy hay không? Em bị nhiều người chơi nhiều rồi nên em cũng sợ rồi mấy chị. Đặt chơi không à. Nên là ai lấy thì hãy comment, đừng comment số nha mấy anh chị ơi. Quải lắm. 65kg vừa. Cái này 62kg. 62kg đổ về chị ơi. Chị Thu Thúy lên rằng như nãy đi em, chị xem like lâu rồi mà lựa chưa đủ nè. Dạ rồi, ok chị Thu Thúy luôn. Rồi bây giờ lên em mã này luôn, sale 100.000. Lên cho em mã 84. Ê, là mã nào? Chứ giờ em đâu biết được. Đó, ai coi like, chia sẻ like giùm em. Chứ giờ em cũng mệt. 85 giùm em luôn. Ai lấy 85 nha, một bộ duy nhất nha, 100.000 bộ. 100.000 một bộ rồi, 85 ạ. Mã này thì tầm 60kg. Có đồ coi giãn nè. 60-62 thôi. 80. 83 chị đồ cho chị Quỳnh ơi. Lên mã 85 giùm em ạ. Dạ rồi, để em lên mã mới. Cái mã hồi nãy là em còn được 2 bộ. Mã này like chưa? Thu Thúy có bộ này chưa? Em like hồi em không nhớ đâu, bây giờ em lên mã mới nha Thu Thúy yêu ơi. Hai bộ này nha, nó na ná nhau màu tí. Còn được hai bộ tối màu. Mã này cho em mã mấy? Mã 86. 86 nha, chị lấy thì comment cho em mã 86. Mã sọc 45-68kg vừa. Mã 86 giùm em. 130 một bộ. 130.000 một bộ mời 86 luôn mấy chị ơi. Đây, tại vì hàng tối ít lắm. Hàng tối bán chạy. Nói chung có nhiều người hết tối, nhiều người hết sáng á là cũng không biết đồ. Ai lấy thì các chị cứ comment giùm em. 86 luôn em ạ. Chị nào đặt hàng comment giùm em 86 nha. Lâu lâu livestream có mấy pha má đi xong vô lòng đất luôn. Lâu lâu vậy đó. Quải lắm mọi tại người ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em nha. À, chị mẫu màu hồng, có màu hồng không? Có màu này nè Tiên Dương, đồ bộ này. Hôm ra chị mua đồ em nhiều rồi mà chị Hạnh đổ. Em không biết. Phải chị Hạnh đổ mà mua vòng phong thủy nhà em không? Hay là chị Hạnh nào? Tại vì em kể cho mấy chị nghe một câu chuyện là em có một chị khách tên là Hạnh luôn. Và chị hay lấy 6 đến 7 cái nick Facebook. Và chị tạo một lần. Chị đặt cái này xong rồi chị gọi điện thoại không được. Ngày nào cũng vô nhắn tin cho bên em. Bên em kêu chuyển khoản đi rồi không chịu chuyển khoản, cứ để hàng vậy đó. Nên là em thấy ai Facebook như vậy em cũng hơi sợ mấy chị. Em bị ám ảnh luôn mà. Lên hết rằng luôn đi em. Dạ rồi. Rồi lên cho em mã này đi. Mã này nha Tiên Dương. 86 là mã nào vậy? Lấy 86 cho chị đi. Phải chị Hạnh đổ mua phong thủy của em không? Nếu đúng thì chị ghi ok giùm em nha. Tại vì em không biết. Thường thường có chị Hạnh đổ kia avatar khác. Chị Hạnh đổ này cũng avatar khác. Nên là em anh không biết được. Nên mấy chị ai mà mua hàng là thông cảm giùm em. Bởi vậy giờ bán hàng mùa dịch nên cũng lo sợ lắm. Chứ không phải là mình bán mình khó khăn đâu. Nên là ai coi like mấy chị hiểu. Mua là mừng dữ lắm rồi em. Ê bộ này đẹp nè Tiên Dương. Đó em bán tặng câu like luôn á. 100.000 bộ á. Ai lấy thì comment. Sale còn 100.000 à. Bộ này dễ thương nè. Mặt mát rượi à. Hoa kem body cũng dễ nữa. Dễ thương ghê không. Mời 87 luôn á chị ơi. 87. Ai lấy 87 comment 87 nha. 86 em chốt vô hành đổ nha. Rồi 87 giùm em luôn. Mời 87 luôn à. Đó, mình bán hàng mình có khách mới thì mình rất là vui luôn. Thật sự mấy chị có khách mới vui lắm. Tại vì khách cũ người ta ủng hộ nhiều rồi thì cũng phải có khách mới để mua hàng. Mà lâu lâu cũng có mấy pha sợ lắm. Rồi ai lấy comment giùm em luôn.
87 cho Tiên vô nha mọi người. Còn bộ nào? Nhiêu ký vậy chị? 60 ký. Các chị muốn mua đồ bộ bao nhiêu ký lên số ký cho tiêu vậy thôi. Để em coi đầm thử. Mấy chị có muốn mua mấy bộ đồ này không? Giải đuổi. Mấy bộ này mặc rất là dễ thương luôn. Mã này nhỏ nha, 55 ký đổ về. Nên mấy bộ này em sẽ sale rổ vốn luôn. Ai vừa thì lấy em sale luôn 120 bộ. 120.000 M88. Mã này là chỉ có những chị nào 55 ký thôi. M88 chị 120.000. Em sale lỗ mã này luôn. Mấy chị 55 ký đủ về, xe 120. Đủ về, mặt đẹp với chị nha, 120 ngàn. Chờ chị nói xong đi rồi em nói. Hai đứa nói rồi la qua la lại, khang hỏng quá chịu hết nổi mà. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em mấy chị ơi. Chia sẻ like giùm em nha chị ơi, M88 120 ngàn. M88, bộ này là bộ lửng, bộ đùi. Đùi đùi mà chất đuổi á mấy chị. Trước này mặc rất là mát luôn. Ai lấy xe 120 một bộ nha. Chị nào lấy 88, 120.000 đồng một bộ. Đây, hàng đuổi nha mọi người. Chất rất là xinh luôn. Rất là dễ thương. Mặt cực kỳ mát luôn nha chị ơi. Ai lấy thì comment giùm em nha. Tập lớn hơn nhỏ không? Tập lớn hơn nhỏ. Không tập lớn hơn nhỏ. Mấy chị bự bự. Cái này lên thầy đi. Lũng nè. Rồi lên giùm em mã này luôn. Lên mã 89 ạ. Bộ xanh, bộ dây lấy thêm cho chị màu xanh nãy luôn nha Minh Anh. Xanh nào? Chắc xanh này quá rồi. Dạ đây. Ok, Tiên Du ghi mã máy. Đó, mày nhặt lại cái bộ xanh đó mày đọc cho chị. 84 giùm em. Chị Tiên Du ghi giùm em mã số 84 nha. Tiên Du ghi là 84 nha. Chị Di Khả Lý, bộ áo dây 100k có 65 ký không? Dạ không. Mã này hình như 60 ký, 62 ký là đổ về là hết cỡ rồi chị ơi. Em không dám tư vấn. Sợ tư vấn mà không được rồi trả nữa. Tại vì hàng này hàng em sale rồi. Hàng mà em bán không sale, em bán 180, 190 một bộ quá thì dễ. Mấy chị mặc không được, mấy chị đổi trả, em bao đổi trả. Hàng này là hàng em sale lỗ hết rồi mấy chị. Để em cho chị bên xưởng em mặc thử coi. Chị 65 ký á, chị vừa thì chị mặc nghĩ được không anh ơi. Chị mặc thử coi, chị vừa là chị vừa rồi. Ok á, 65 ký vừa luôn hả? Ok nè. À, chị Thanh, trời ơi chị Thanh mặc còn được rồi. Chị Thanh ra cho khách coi chị. 65 ký vừa luôn. Hú cái đầu ra xíu chị Thanh. Đây để mặc vô cho mấy chị coi. Có bán đồ của cô 58 tuổi không? Dạ có. Đó. Trời ơi 65 ký là bao vừa. Rồi ngon lành luôn. Đó mấy chị thấy không? Nè rộng. Đó. Rồi. Vậy là chị Di Khả Lý vừa đó chị đẹp. 65 ký vừa luôn đó. Mà tại vì em không có dám tư vấn số ký bự. Mình tại luôn. Vì tại vì có nhiều người người ta bự người lắm. 65 ký mà người ta bự lắm, người ta sồ quá nên em cũng không biết mấy chị như thế nào. Nhưng mà mấy bộ thun này thì dễ mặc, hàng qua dạng 4 chiều. Rồi ai lấy mã này comment giùm em. Mã 89 ạ. 89 các chị ơi, bộ lửng nha, 45 cho tới 62 ký. Mã này sale có chị là 130.000 một bộ. Mã 89 hả chị? Bộ lửng nha. Mã này cho em là 62, 63 ký đổ về thôi. Mã này 130 một bộ. 130.000 mã 89 ạ. 89 bộ lửng nha mấy chị nha. Pastel. Màu pha pastel rất là dễ thương luôn. Mặc màu này là không đụng hàng luôn nè, đi ra ngoài đường là. Đó. Ê bộ này dễ thương nè, có một bộ lên luôn chị Thanh. Mã này mã mấy vậy? Mã 90. Màu xanh hết rồi chị ơi, lên mã giùm em đi. Mã này cho em mã số 90. Lên mã 90 giùm em chị ơi. Bộ cô mặc màu đó đẹp quá. Mã này là mã 90 giùm em. Mã 90 chị ơi, xả chị 100.000 đồng. Màu này mà được đi biển. Okay. Màu này mặc lên là hơi bị cưng luôn á, mặc rất là trắng và đặc biệt là mũi không có chích luôn. Thiệt. Màu này rất là dễ thương. Ai lấy thì comment giùm em mã 90. Mát lắm rồi các bạn ơi. Vậy là mã này 45 cho tới 65 ký là vừa luôn á mấy chị.
Đó, ai lấy thì comment 90 giùm em. 90 giùm em giá cửa cả 100 ngàn đồng luôn à. 100 ngàn đồng, trời mấy đen ngồi ăn xong ngồi bụng bự dữ. Ai lấy thì comment giùm em. 90 nha mọi người ơi. 90 mặc đi lâu lâu mới có cái giá rẻ này. Em bán like mà em bán lấy tương tác à, nên là lâu lâu mới mua được cái này giá quá rẻ. 90 được 2 bộ không chị? Rút em luôn. 90 tiền vô. 90 cho chị Vẫn Hương luôn nè. Đó, địa chỉ nhắn qua tin nhắn giùm em nha chị đẹp ơi. Em còn được một bộ xanh nè. Cái xanh beo này đẹp nè. 90 hết luôn. Lên 91 giùm em. 90 hết cho chị Duy Khá Lý ơi, 91. Có xanh beo nè, bán lấy tương tác luôn 100 ngàn bộ luôn đi cho lẹ. 100 ngàn lên đơn màu 91 à. Trời ơi, dễ thương không? Mấy bộ này mặc sang lắm. Mà mặc rất là dễ thương luôn á. Cái màu này mặc lên trắng bóc à. 91 giùm em, đẹp cực kỳ. 45-65 kg vừa luôn. 91 được. Cô đó là cô Thanh là chị Thanh mới đẻ phải không? Chị Thanh mới đẻ 65 kg luôn mà mặc còn thoải mái nữa là mấy chị mặc là ok. Rồi màu này đẹp quá. 91 cho Vũ Như Quỳnh, 91 được 2 bộ đúng không? 91 được 2 bộ nè đó, ai lấy thì comment nhanh tay luôn, 91 rất đẹp, Vũ Như Quỳnh 91. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em luôn. Rồi dễ thương ghê không? Bao đẹp luôn, giá bao toàn thị trường. Đâu ra mua bộ có 100 ngàn, thật sự luôn mấy chị. Hàng đẹp lắm, hàng 4 chiều, mặc rất là mát. 91 Vũ Như Quỳnh. Lên giùm em mã này luôn. Ý có mã tím nè. Có mã tím cũng được. Lên che mã 92 đi. 92. Trời ơi. Màu tím yêu thương, tím chung tình luôn, 92 100 ngàn luôn đi. Mã 92 xả chị 100 ngàn đồng luôn à. Đó, ai lấy thì comment. Màu lên rút tôi luôn, màu này lên dễ thương nè, mà trắng da nữa, 92 giùm bé đẹp. Mã 92 giùm em luôn giá trời. 100 ngàn đồng. Trời ơi dễ thương xưa. Quá dễ thương luôn. 92 màu trắng bóc luôn. Da đẹp. Trắng da đen đều mặc được. Màu này có 2 bộ nha. Đó, ai vừa thì hốt luôn. Đó, bán sale còn có 100 ngàn một bộ là quá rẻ luôn á mọi người ơi. Hàng nè mấy chị, đẹp quá chừng. Bé đẹp đổi chị xanh 84 kia lấy 91 này đi, năn nỉ 91 hết rồi mà phải không? 91 nãy chị Tiên Dương có lấy chưa? Còn bộ 91 nào không? Em đổi bộ xanh hồi nãy Tiên Dương ra đi. Bộ này còn rồi phải không? Mày hiểu ý không? Hồi nãy chị lấy bộ này, giờ xả bộ này ra, lấy bộ này đổi vô cho chị. Ai coi livestream chia sẻ like. Đưa giùm em coi. Mày đưa cái bịch của Linh Uyên rồi, mày đưa cái bịch của chị ra mới đúng đó nha. Rồi, xả ra giùm em đi. Ai coi live chia sẻ like. Lấy cái bao đó đựng vô bộ đồ đó. Đúng không? Không, bỏ luôn cái bao. Bỏ luôn đi em, bỏ luôn cho đây em. 92 Duy Khả Lý. 92 là Duy Khả Lý nha. Còn được bộ 92. Ai coi livestream chia sẻ like giùm em. 92 có 2 bộ nha. Ai lấy comment giùm em luôn. 92 xả 100 ngàn đồng giùm em luôn ạ. Bộ hoa đẹp lên. Còn được bộ này nè, dễ thương nè mấy chị. Lên 93. Giá 100 nha mấy chị ơi. 100 ngàn đồng luôn, chơi lớn. 45-65 kg vừa, 93 ngàn. 93. Mã 93 giùm em ạ. 100 ngàn. Phi xa 45-60 kg mặt đẹp nha trời. Trời dễ thương ghê không. Con bướm xinh nha, con bướm xinh. Màu lên rất đẹp. Ai coi like coi kỹ giùm bé đẹp nha mọi người ơi. Ai coi like chia sẻ like giùm em luôn. Rất rất là dễ thương. Nói chung là mấy mẫu này là đa dạng màu, đa dạng kiểu. Ai thích cái nào lấy cái đó. Vì cái này là em like hàng sale rồi. Bộ này là bán lẻ ra là 170-180 rồi. Mà bán có chỉ có 100 ngàn thôi. Lỗ rất là nặng luôn á. Nên ai mua hàng là mấy chị biết liền ha. Ai coi like. 93 đấy chị ơi. Trời ơi chị Thanh nữa trời. Không phải ăn cơm sao không ăn. À nói chị Thanh á. Sao không ăn. Bất đường vậy sao. Ủa rồi nhà mua cơm á. Nói đi mua cơm. Xạo ghê mà. Ba ăn gà suốt ngày vậy? Ba, nhưng mà ba ăn thứ ba cần nữa. Đi vô ơi, lát có gà ăn. Nhà nào? Nhà ta. Giờ nào nữa trời?
Rồi lên cho bé anh mã này luôn. Ê, cái mã bông đen nó cũng đẹp vậy. Lên cho em mã 94 ạ. Con đừng có vô đây. Ai lấy 94 comment giùm em 94. Lên tiếp rằng đi em, chị lựa vài bộ nữa. Thôi để em cho chị coi màu luôn. Quyền đã, chị nhớ bộ này có ai lấy mà Quyền. Rằng em có mấy mã này nha chị ơi. Chị lấy mã nào comment giùm em. 94 kèm màu giùm em ạ. 94 kèm màu. Mấy chị nhìn màu kỹ giùm em nha, để em khỏi phải tháo ra nha. Em like giờ này là em xỉu rồi. 90 mấy? 94 kèm màu. 94 em có màu này là màu xám sọc cam, xám sọc cam vàng. 94 xám sọc cam vàng. 94 em có hồng, hồng xanh. Màu này đẹp. 94 em có màu xám đậm, xám đậm cam. 94 xám đậm cam. 94 em có màu xanh đen xám. Xanh đen xám. 94 có xanh đen xám. 94 em có màu xanh dương cam. 94. Cái này cô mặc được nè cô Thảo. Cô năm mấy ký là cô mặc ấy lộn, cô 58 tuổi là cô mặc được. Mấy người lớn tuổi là mặc cái này là ok luôn, tha hồ mặc luôn. Để con mở ra cô thử coi một bộ. Chín này mấy? 94 màu cam đất ạ. 60 đậm cam lấy cho chị Thu Thúy. 60 đậm cam Thu Thúy. Để con mở ra cho cô coi. Mấy mã này là cô mặc được, mà cái này là coi dạng thoải mái. 45 cho mã này 68 ký vừa luôn á mọi người. Xanh dương cam cho chị Thu Thúy luôn. Xanh dương cam Thu Thúy luôn. Mấy màu này đẹp, màu này đẹp nè Thu Thúy. Con sale là còn có 130 một bộ mà cô Thảo ơi. Con bán rẻ lắm. Bộ này con bán sỉ là đã 180, 190 rồi. Hàng đẹp lắm cô ơi. Hàng thun coi dạng 4 chiều, màu này đẹp nè. Cực kỳ đẹp luôn nhé. Chợ khuyên size 45-65kg đang đẹp luôn ạ. 94 giùm bé đẹp. Bộ đồ lên là có giá trị. 94 kèm màu giùm em. Màu này cho em là màu cam đất. Màu này rất dễ thương luôn, cam đúc phối trắng. 94 130 một bộ, 45 cho tới 68 ký vừa luôn. Hàng này là size thoải mái luôn, ai mà form to to mình mặc á, mình lớn tuổi đồ mình mặc rất là dễ chịu. Ai lấy comment giùm em. Ai lấy 94 lên đôi giùm em nha trời. 94 nha. 94 em còn nhiêu đây màu. Xanh đen xám. Cam xám. Hồng xanh dương. Quá mệt rồi. Cam đất trắng cho Thu Thúy luôn. Ok chị Thu Thúy. 94 em lấy xanh xám đậm. Ok luôn. Vũ Như Quỳnh xanh xám đậm. Rồi ok luôn. Trăm ba chục ngàn à. Bán quá rẻ. Cô Nguyễn Thảo màu cam. Ok. Cam này đúng không cô? Cô ghi giùm con là cam xám nha. Cô ghi giùm con là cam xám. Màu này đẹp nè. Cô ghi giùm con cam xám 130 một bộ. Cam xám 130. Rồi cô comment màu xanh nữa. Đâu còn. Trời ơi. Lát rồi con. Xỉu, nay chị like mấy bộ hung đó quá đẹp, mê ghê luôn. Dạ rồi, ok. Cảm ơn mấy chị nhiều. Tại vì Vũ Như Quỳnh mua mấy cái bộ này rồi. Nói chung ai mua mấy bộ này là biết liền chất, rất là ghiền luôn. Rất xinh. Cam xám. Dạ rồi, cam xám con lấy cho cô Nguyễn Thảo. Em còn màu này cho em là màu cam đất. Cam đất trắng. Màu này là cam cam xám đậm. Đây là cam xám đậm. Màu này là cam xám đậm. Mấy anh thấy cái màu hồng xanh này cũng đẹp nè. Tháo ra là nhìn được và dễ thương. 45-68 ký vừa. Size 2X, 3X vừa luôn á. Form rất là thoải mái. Mấy màu này mặc rất là ok luôn. Dễ thương vô cùng. Đây. Do mình tháo, mình không có tháo ra mấy chị chưa hình dung được.
tháo ra màu lên rất xinh, hàng co giãn rất mạnh luôn. Đây 45 mã này cho 68kg còn vừa nữa, tha hồ, nhất là những chị nào size lớn á mà kiếm đồ không có, mấy chị lấy mấy bộ này mặc màu lên dễ thương lắm đó, ai vừa thì lấy nha. Có bộ sọc trắng đen nè, 94 với anh còn sọc trắng đen, ai lấy sọc trắng đen comment luôn. Đây là sọc trắng đen 94, sọc trắng đen, ai lấy 94 sọc trắng đen comment. Cô mặc size XL, cái này là cô bao dừa. XL là đúng luôn đó. Đây nè, xanh đậm nè chị Thu Thúy, có xanh đậm nè. Đây là xanh đậm nè hay là sáng đen vậy? Cái này là sọc xanh đậm nè. Xanh đen nè. Cái này là màu xanh đen nè, mà là màu xanh đen nè, 94 xanh đen. Mẹ ơi, đổi cho con. 94 xanh đen. 94 xanh đen còn được một bộ. Ai lấy comment nha, 45 68 kg vừa. Hàng này 68 kg là bao vừa luôn. Mặc rất là ok. Mặc mấy bộ này là rất gọn người luôn. Đó, ai lấy comment giùm em. Ai lấy 94 xanh đậm thì sale còn 130 nha mấy chị, 130.000. 45 tới 68 kg. Ai mà bự bự là mặc mấy bộ này giùm em luôn. 130.000 đồng. Màu đó có rồi, ok. Hết rồi. Màu này chị cũng lấy rồi mà. Đổi em xanh đậm này nè chị, rồi đổi xanh đậm đó đi. Đổi xanh đậm cho Vũ Như Quỳnh. Cái này xả ra nha. Không ai quên. Xanh, xanh cô kia cầm kìa. Xanh nào ta? À, xanh này là mẫu khác chị Thu Thúy ơi. Xanh này là mẫu sọt nha. Để lên lại mẫu này cho coi nè. Mẫu này không phải là quần lửng. Đó, màu đó. Hàng này là quần lửng, quần sọt. Chị kiếm bộ lửng nên là em đang lên bộ lửng cho chị nè. Ai lấy mã này comment giùm em. Lên mã 95 ạ. Mã này 45 cho tới 65, 67kg vừa luôn. Rồi 95 giùm em nha chị nha. Cái sọc này đẹp lắm. Cái sọc này không ai lấy là tiếc á. Nhưng mà nó không phải là quần lửng thôi, nó là quần đùi. Ai lấy mã này sale với chị luôn 130. 130.000 M 95. Phiên size 45 đến 65kg là được chị nha. Cái em mới vừa cầm. Ủa cái này mình like chưa? Hồi nãy chị lấy rồi mà. Thu Thúy lấy rồi. Cái này hồi nãy em chốt với chị rồi. Chị Thu Thúy ơi, nãy mấy anh lấy cho Thu Thúy rồi nha. Hồi nãy em có ghi tên Thu Thúy bộ đó rồi. Bộ này là em có hai bộ. Bộ này em chốt Thu Thúy hồi nãy rồi nè. Cái này em còn sót được một bộ nè. Còn bộ này là bộ đùi. Bộ này mã mấy? Mã 95. Mã này là 95 bộ đùi. 45 65kg vừa, mã này sale có chị 130. 130.000 M 95 giùm em ạ. Bộ này thì rất là dễ thương luôn, bộ đùi, đưa lại cái bộ đùi xanh đi. Bộ này đẹp lắm, sao không lái, bộ này rất là dễ thương luôn á. Bộ này rất là đẹp luôn, mặc lên trắng da nè, nãy giờ quên chưa like nè. 95 giùm em luôn. Dễ thương cực kỳ luôn, 45 cho tới 65kg vừa, hàng này là co giãn nè. 130. Bộ đùi nha, bộ đùi quần xám. Áo xanh. Ai lấy thì comment giùm em luôn. Lấy rồi. Rồi chui vô đây rồi lát má không cho ăn gà luôn nè. Lát có cho ăn gà không? Để cho ăn gà ta đó. Không phải gà ta. Chứ gà gì? Bắt đầu mệt rồi, đói rồi nè. Tóc xỉu tới nơi. Rồi, bộ này Thu Thúy có lấy không? Thu Thúy lấy thì comment nha. Mã 96 à. Hẹn mấy chị một ngày không xa. Em sẽ lên tiếp. Rất là đuối quá. Mã này cũng đẹp nè, màu xanh xanh xám nè. Bộ này mặc cũng dễ thương nè. 96 xanh xám nè. Mã này 45 cho tới 65, 68 kg vừa luôn nè. Màu này mặc đẹp. Mẹ ơi đỏ vậy. Đây, màu này rất là đẹp luôn. Rất là xinh đấy chị nha. Mã 96 giùm em ạ. Ai lấy 96 comment bộ này là bộ lửng. 96 lửng. Đó. Ai coi livestream chia sẻ like của mình này, bộ này. Nhé.
hai bộ bên này đi. Đâu mụ ơi? Đâu? Mùi giải bà nội. Bởi vậy nghiện ăn mì tôm biết cái nó vậy. 96 chút cho chị Thu Thúy à. 96 Thu Thúy nè mọi người ơi. Ủa thôi có không? Rồi lên giùm em mã này. Lấy một mới chỉ đi. Từ từ. Ủa chuột hả? Thôi mã này đi. Thôi lên mã này chi ơn được hai bộ tặng hai người đi xuống nghỉ lai mệt quá rồi. Mã này cho bé anh mã mấy? Mã 97. Mã 97 là quần đồ giùm em luôn trời. Mã này hồi nhỏ à, mã này 55kg. 60kg á. 60 lượng rồi. Ờ mã này 57kg nè. Mã này ai 57kg đổ về là mặc được nè. Lên mã 97 à. 97 giùm em 57kg đổ về mặc được. Xã tặng bộ này các chị ơi. 100.000. 100.000 mã 97 luôn ạ. Tối sale kem chống nắng bé đẹp nhé. Ôi trời ơi. Ủa kem chống nắng xài sướng không chị Thu Thủy? Thu Thủy cho xin comment nào. Chấm bi đen chị cầm là gì dạ chị? Cái chấm bi đen hả? Rồi để từ từ lên. Ai lấy mã này 100.000, 57kg. 45 cho tới 57kg vừa thôi. Lên chị 38 đi mi. Đó được bộ. Bi em đang cầm nhưng mà mã này cũng giống mã đó. Mệt quá mệt quá. Mã này cũng 57kg đủ về. 45 cho tới 57kg à. Lên mã 98 à. 98 giùm em luôn. Đây. Đó không chưa. Mã này hả. Mã này tầm 57-58kg à. Áo thì thoải mái đó. Nhưng mà quần thì sợ ôm. Nên ai mà ví dụ như size 57-58kg thì chắc vừa. Mã 98 giùm em nha. 98 nha. 100.000 đồng luôn ạ. Xe 100.000. Kem chống nắng ai cũng khen. Bữa giờ có nhiều người nhận kem chống nắng ai cũng khen hết. Chắc hôm nay em like tới đây. Kem chống nắng nhà Kinh Ly trên cả tuyệt vời. Dạ em cảm ơn chị Thu Thúy. Bữa giờ có những người nhắn tin kem chống nắng khen quá trời. Mà bé anh không có sale. 98 pha lương, 98 hàng vỏ. Trời ơi quá đẹp luôn, có 100.000 bộ. Dạ bé anh xin chào chị Nguyễn Nhung. Ôi chị Nguyễn Nhung nãy giờ mới coi like được hả? Nay em lên đồ cũng rất là đẹp, nhiều đồ xinh lắm. Rồi ai hỏi nữa kìa, ai chốt nữa kìa không? 98 Thu Thúy. Hết rồi. Qua màu khác. 98 bé anh hết mà 98 rồi Thu Thúy ơi. Còn mã này đi, mã 100 đi rồi lên mã cuối cùng đi ngủ luôn. Mệt quá mấy chị. Kem chống nắng bữa giờ là có nhiều người nhắn tin qua tin nhắn khen quá trời luôn. Mà em chưa có đăng hình feedback của mấy chị lên. Giá siêu, gọi là giá siêu rẻ. Lên mã 99 à. Mà giá mềm nữa. Ai mà chưa xài kem chống nắng nhà em tối nay vô mua đi. Để tối nay lên sale đi ha. Không mà để coi đã. Để coi số lượng sao rồi bé anh báo. Rồi lên giùm bé anh này luôn. Mã 99 giùm em luôn trời. Trời ơi quá đẹp. 99 liền luôn giùm em. 99 liền luôn giùm em. Tặng luôn mã cuối 100 chứ hả? Có 100 mà. 99 xả luôn 100.000. 100.000 đồng mã 99 luôn trời. Mã này thì 45 cho tới 57kg thôi. Chị nào 45 cho tới 57kg là vừa. Riêng mã này thì em nói quá là dễ thương luôn mà có 100.000 đồng một bộ. Bộ này em sale bộ cuối để em đi xuống like. Mã này rất đẹp, 99 giùm bé đẹp luôn. 100.000 đồng một bộ. 100.000 đồng mã 99 à. Dễ thương ha. Đó. Mỗi bộ nó có một cái khác rất là dễ thương. 99 Thu Thúy. 99 cho chị Hằng Võ luôn. Đó rất rất là đẹp nha mọi người ơi. Có chị Hằng Võ không? Có. Rồi. Đẹp ghê luôn. Có 100.000 xả tặng luôn đó mọi người ơi. Rồi lên mã cuối là mã 100 nè để chấm dứt cái live stream ngày hôm nay. Hỏi ai cứ hồi nãy người ta hỏi mấy bộ đồ của em á, hỏi mấy chị đó còn đó không? Thôi lên mã khác thôi. Này đi nè. Rồi em lên mã cuối cùng. Lên mã 100 luôn chị ơi. Mã này là em
mới ra luôn. Em tặng mã cuối, em hết mã like rồi, nên em tặng mã cuối đó cho có mã cho mấy chị mua. Dễ thương cực kỳ. Lên mã 100 nha em ạ. Bộ này là bộ lửng. Bộ này là 45, tới mã này cho em là tầm 60kg đổ về. 45 cho tới 60kg đổ về thôi. Ai vừa thì lấy bộ này, một bộ duy nhất. Mã 100 giùm em luôn ạ. 130.000 đồng mã số 100. 100 sale còn mã sale 130.000 chị nha. Trời ơi cái màu nè dễ thương không? Cho khách coi màu luôn chị. Đây nè em. Lỡ rồi chơi luôn. Chơi luôn đi. 100.000 ấy là 100 mã số 100, 130. Đó like tới giờ này là nói hết nổi luôn rồi, nói tùm lum loạn xạ rồi mấy chị. Đó. Đoạn màu nha. Em cho coi màu. Ai thích màu nào lấy màu đó. Còn gì? Ai coi like chia sẻ like giùm em. Cô Nguyễn Thảo xả quần áo, thả quần áo ra cho cô Nguyễn Thảo luôn, cô mới nhắn tin nè. Lên giùm em, có vàng, có xanh, có cam, có trắng đen. Có cho em là màu bò, màu xanh, màu hồng, màu vàng và màu cam. Đó, hàng lẻ là em like vậy đó. Ồ, dễ thương lắm mấy chị ơi. Mã 100 kèm màu giùm em ạ. À. Quần dài lẻ như em hết rồi, để đợt sau đi phủ như Quỳnh. Quần dài lẻ. Có. Mà này khó bán đúng không? Khó hết nổi rồi. Chưa đợi mãi không thấy Minh Anh like, chị đi ngủ mới dậy. Mã 100 hả chị? Xuống like đi mệt rồi. Thở hết nổi à. Rồi mã cuối cùng 101 đi. 101. Lên mã 101 giùm em luôn chị. Mã cuối cùng mã 101. 45, 60 à. Mã này hả? Mã này 65 vừa không ta? Mã này 65 bao vừa luôn nè, mà mã này là giãn mạnh nè. Mã này là bộ cuối cùng mã số 101. Mã 101 giùm em luôn chờ xíu quần lửng à. Mã này cho bé anh là 45 cho tới 65kg vừa, 130 bộ. 130.000 bò 60. Thu thủy luôn. Rồi. Đâu quần rồi, cho cái quần đi rồi ghế ngồi cái. Em lên cả em lấy quần đó, quần dài mà vô nằm ở sát tóc. À, quần dài beo rồi. Chị lấy rồi, vậy hết rồi đó. À. Không, bữa chị lấy quần dài beo rồi. Quần sọt. Vậy có gì để chiến sao đi. Có gì à, vài bữa nữa em soạn còn lẻ không? Mấy nay em sale cũng gần hết hàng lẻ rồi mấy chị ơi. Còn được có 1-2 bộ lẻ à. Đã hỏi bộ đồ của Minh Anh đó. Đó. Mấy chị đó còn trong đó không? Hết rồi, nhắn tin không lấy nữa. Bởi vậy. Thôi em hẹn mấy chị lại một cái live stream nào đó ha. Cảm ơn mấy chị nhiều đã coi live stream của mấy anh ngày hôm nay. Có gì tầm cho em khi nào có hàng lẻ thì em sẽ like tiếp. Bye bye, cảm ơn mấy chị nhiều đã ủng hộ em. Chúc mấy chị đẹp có một buổi chiều thật là vui vẻ luôn ạ. À. Hẹn gặp lại mấy chị trong một cái live stream gần đây nha. Có thể là nếu tối nay em khỏe thì 8 giờ em sẽ lên, còn không thì chắc là ngày mai ha. Bye bye mấy chị yêu của em ạ. À.